Oanh chia sẻ cái đề tài tối ưu hóa kháng sinh trong điều trị viêm phổi do vi khuẩn gam mam đa kháng. Chúng ta biết là trong đặc biệt trong cái thời đại COVID ngày hôm nay thì những cái viêm phổi bệnh viện do những cái vi khuẩn đa kháng nó là một cái vấn đề rất là lớn, đặc biệt là những bệnh nhân mà COVID bị ARDS thì nằm rất lâu và can thiệp rất là nhiều thủ thuật, thì trong đó có những cái vi khuẩn gam dương đa kháng, vi khuẩn gam mam đa kháng và nấm, nó trở nên một cái điều cực kỳ tồi tệ đối với bệnh nhân của chúng ta. Trước thời đại COVID này chúng ta cũng đối phó rất là khó khăn đối với những tác nhân này, đặc biệt là những cái vi khuẩn không lên men như Acetobacter baumannii hoặc là Pseudomonas, những vi nấm và tụ cầu kháng methicillin. Thì trong khuôn khổ ngày hôm nay thì chúng tôi đề cập tới vai trò của những vi khuẩn gam mam đa kháng và để làm sao chúng ta có thể điều trị hiệu quả nhất những cái tác nhân này qua cái đề tài là tối ưu hóa vấn đề sử dụng kháng sinh. Thì chúng ta biết là chúng ta phải sử dụng kháng sinh theo cái dược động dược lực học để mà chúng ta có thể điều trị cụ thể cho trên từng bệnh nhân, thì chúng ta có thể là đạt được cái hiệu quả tối đa. Trên một bệnh nhân với một tình hình đề kháng giống nhau, tuy nhiên thì vấn đề chúng ta sử dụng kháng sinh với cái liều lượng, với thời gian truyền cũng như là chọn những kháng sinh xâm nhập vào trong cái mô rất là quan trọng, nó sẽ quyết định cái chuyện thành công trong điều trị của chúng ta hôm nay. Đặc biệt là những cái vi khuẩn mà cực kỳ kháng cao như là Acinetobacter, đó chúng ta cần sử dụng kháng sinh cũng như là chúng ta hiểu được những cái thông số rất quan trọng cho chúng ta chọn lựa và chúng ta chọn cái cách để sử dụng cho bệnh nhân của chúng ta. Thì sau đây thì chúng tôi xin mời Phó giáo sư tiến sĩ dược sĩ Nguyễn Hoàng Anh sẽ báo cáo cái đề tài tối ưu hóa kháng sinh trong điều trị viêm phổi bệnh viện do vi khuẩn gam mam đa kháng. Xin kính mời Phó giáo sư Anh. Vâng, kính thưa thầy Ngọc, chủ tọa buổi hội thảo ngày hôm nay, và kính thưa các anh các chị đồng nghiệp. Như vậy là cái chủ đề hôm nay chúng em xin phép được trao đổi với cả mọi người là cái chủ đề như thầy Ngọc đã nói là chủ đề em nghĩ là tương đối khó. Bình thường nó đã khó trong cái bối cảnh thực hành lâm sàng của chúng ta, và nó đặc biệt khó hơn trong điều kiện đại dịch COVID-19 khi mà áp lực rất là lớn về mặt người bệnh thì rất nặng. Tuy nhiên chúng ta không có đủ các cái nguồn lực như là các cái nguồn lực chúng ta thường có ở thực hành lâm sàng. Chính vì thế thì em cũng xin phép là trong bài trình bày của mình sẽ đưa ra các cái góc nhìn, cái cách nhìn nhận của các dược sĩ, và trên cơ sở đó thì cũng hy vọng là cung cấp thêm một phần các cái kiến thức cũng như là các cái nội dung chuyên môn hỗ trợ cho các bác sĩ lâm sàng để các bác sĩ có thể sử dụng các đồ kháng sinh nó được là hợp lý hơn. Thì tại thời điểm hiện giờ thì chúng ta đúng là phải đối phó với các cái vi khuẩn kháng thuốc, và cách đây hơn 10 năm, năm 2009 thì Hội Truyền nhiễm Hoa Kỳ cũng đã đặt nó lấy tên là ESCAPE, tức là 6, để lấy tên 6 cái đầu tiên của các vi khuẩn kháng thuốc mà chúng ta phải đối mặt. Và trong đó thì có 3 vi khuẩn gam âm kháng thuốc chúng em cũng đã khoanh ở đây, đó là trực khuẩn mù xanh, Acinetobacter baumannii, và một vi khuẩn được họ đường ruột đó là Klebsiella pneumoniae. Ở cách đây khoảng 3 năm thì Tổ chức Y tế Thế giới và CDC Hoa Kỳ cũng đã một lần nữa tái khẳng định đưa các cái vi khuẩn gam âm kháng thuốc này vào trong những danh sách các cái vi khuẩn kháng thuốc mà thực sự là có tính chất báo động và chúng ta đe dọa nền y tế của chúng ta, và chúng ta chắc chắn là phải có những cái giải pháp để chúng ta xử lý phù hợp. Việt Nam của chúng ta thì tổng kết ở trên thế giới chúng em nhìn thấy Ivan gần đây thì luôn luôn chúng ta nằm trong vùng trũng của kháng thuốc, và ở đây là ví dụ một cái tổng kết về kháng thuốc ở khu vực châu Đông Nam Á. Thì ở Việt Nam của chúng ta qua các khảo sát dịch tễ các thầy đã tổng kết thì nó rơi vào vùng đỏ, là nơi có tỷ lệ mà lưu hành các vi khuẩn gam âm kháng thuốc ở mức độ rất cao. Và nếu xét trên bình diện từng bệnh viện, ví dụ như bệnh viện tuyến cuối như là Bạch Mai, như là Chợ Giấy, thì có lẽ những cái hình ảnh về mặt vi sinh của các đồng nghiệp vi sinh tổng kết thì luôn luôn làm cho chúng ta lo ngại. Ví dụ như Klebsiella pneumoniae ở đây tổng kết ở khoa hồi sức tích cực thì chúng em nhìn thấy là trong vòng 5 năm tỷ lệ kháng lại các carbapenem, imipenem và meropenem nó tăng lên rất là nhiều, tỷ lệ nhạy cảm nó giảm chỉ còn độ khoảng
bây giờ chỉ còn được khoảng 30-40%, tức là sau 5 năm thì cái nhóm kháng sinh này nó mất khoảng 50% hoạt tính. Và tuy nhiên thì chúng ta cũng, em nghĩ là cái slide này không phải là cái slide nó có tính chất là nó gọi là nhìn nó gọi lạc quan hơn, nhưng mà chúng ta cũng luôn luôn phải đánh giá cái tình hình đề kháng trên từng khoa lâm sàng ở trong mỗi bệnh viện. Bởi vì nếu ở Bạch Mai so sánh tình hình ở hồi sức tích cực với cả hô hấp, nếu xét trên trục quần màu xanh thì có lẽ hô hấp cũng điều trị nhiều, rất nhiều cái trường hợp mà viêm phổi, trong đó cả viêm phổi bệnh viện, nhưng cái căn nguyên mà phân lập ở hô hấp nghe chừng có vẻ còn nhạy cảm hơn so với cả các cái căn nguyên cùng cái căn nguyên đó phân lập ở hồi sức tích cực. Như vậy chúng em nghĩ là có lẽ vấn đề tổng kết vi sinh và cá thể hóa điều trị, cá thể hóa theo các khoa lâm sàng đóng vai trò rất là quan trọng. Như vậy đối phó với cả vi khuẩn gram âm kháng thuốc không phải chỉ là tình hình đề kháng, mà gần đây vi sinh còn đưa ra khái niệm là dị đề kháng. Dị đề kháng là gì? Là kết quả chung trả về là vi khuẩn nhạy cảm. Nhưng mà nếu mà làm kháng sinh đồ ở trên thạch thì như vậy là chúng ta nhìn thấy là bên cạnh trong đường kính vòng vô khuẩn ở đây có những cái khuẩn lạc nó mọc. Và như vậy là có một cái tiểu quần thể trong quần thể vi khuẩn mà gây nhiễm trùng cho bệnh nhân, nó đã giảm nhạy cảm, thậm chí nó đã đề kháng lại với tác dụng của kháng sinh. Và như vậy trong trường hợp đó nó có thể giải thích là bệnh nhân của chúng ta tại sao điều trị dai dẳng. Chúng ta thấy là vi sinh trả là kết quả là S là nhạy cảm, nhưng mà chúng ta điều trị mãi cái kháng sinh đấy chúng ta thấy nó vẫn không được đáp ứng lâm sàng như chúng ta mong muốn, và về sau có thể thất bại kháng sinh. Như vậy hiện tượng dị đề kháng là hiện tượng mà chúng ta cũng cần hết sức lưu ý. Và bên cạnh đó thì ở bệnh nhân càng nặng đấy, thì chúng ta lại càng cài vào người bệnh nhân nhiều thứ, cateter, ống sông và ống nội khí quản, và các vi khuẩn gram âm, đặc biệt là Acinetobacter và trực khuẩn màu xanh thì rất thích gắn vào các cái bề mặt nhựa hoặc là bề mặt kim loại, những ống sông mà chúng ta đặt vào người bệnh nhân. Và chính vì thế thì khi mà nó lại tạo ra cái mà chúng ta gọi là biofilm, thì nó có một cái đặc điểm là thế này, là biofilm thì vi khuẩn nó nhân lên rất là chậm, và đa phần các kháng sinh của chúng ta thì sẽ tác dụng tốt trong giai đoạn mà vi khuẩn phân chia nhanh. Nếu cái vi khuẩn phân chia chậm thì hiệu quả của kháng sinh sẽ giảm đi, đặc biệt là họ beta lactam. Và thứ hai nữa là cái môi trường biofilm, môi trường dày đặc vi khuẩn như thế thì nó là điều kiện rất thuận lợi để phát sinh đột biến kháng thuốc ở trong đó. Thế như vậy đây là thách thức thứ tư về mặt vi sinh mà chúng em thấy được ở những vi khuẩn gram âm đa kháng. Vì thế có lẽ là chiến lược điều trị của chúng ta có lẽ trong đối với cả điều trị nhiễm khuẩn nặng nói chung và nhiễm khuẩn nặng nghi ngờ hoặc xác định do vi khuẩn gram âm kháng thuốc, chắc chắn là chúng ta phải mạnh tay. Và chúng em xin hết sức lưu ý các thầy là phác đồ kháng sinh đầu tiên, tức là phác đồ kinh nghiệm của các bác sĩ chúng ta sẽ đóng vai trò rất quan trọng. Bởi nếu chúng ta không chọn đúng kháng sinh ngay lúc đầu, chúng ta không mạnh tay ngay từ đầu, thì có lẽ sau đó chúng ta rơi vào cái trường hợp thứ ba này, về sau nó rất khó xử lý. Đó là chúng ta lại chọn lọc ra các cái chủng vi khuẩn kháng thuốc trong quá trình điều trị, và chúng ta có thể sẽ dẫn đến là chúng ta thất bại ngay phác đồ điều trị trong quá trình sử dụng kháng sinh. Vì vậy thì có lẽ là nguyên tắc của chúng ta không nằm ngoài ba cái nguyên tắc quan trọng trong phác đồ kháng sinh, đó là chúng ta cố gắng chọn đúng phác đồ. Thứ hai là nếu cần phối hợp thì chúng ta cố gắng phối hợp đúng. Và cuối cùng là liều dùng, chúng ta chú ý là liều dùng phải chuẩn chỉ. Thế thì chúng em đi vào cái nội dung đầu tiên, đó là cái việc lựa chọn kháng sinh ban đầu. Em xin phép là em chỉ nhận xét được cái góc nhìn của dược sĩ thôi, để trên cơ sở đó thì các thầy sẽ và các anh các chị ở bên y, các anh các chị sẽ nhìn nhận lại. Đó là cái việc lựa chọn kháng sinh ban đầu nó đóng vai trò rất quan trọng, bởi vì vị trí nhiễm khuẩn, và thứ hai nữa vị trí nhiễm khuẩn nó sẽ dẫn đến là chúng ta phải đối mặt, mặc dù không có kết quả vi sinh. Bây giờ thực sự COVID-19 là chúng ta vi sinh gần như không giúp được cái gì cả. Đấy. Thì nhưng mà từ vị trí thì chúng ta xác định được là vi khuẩn, căn nguyên vi khuẩn gây bệnh, nó là chúng ta định hướng đến những con nào, gram dương, gram âm, hay là kỵ khí, hay nội bào, hay là phối hợp những cái loại vi khuẩn đó với nhau. Và thứ hai, nếu nhìn kỹ bệnh nhân, nhìn vào đặc điểm của bệnh nhân, chúng ta mặc dù không phân lập được vi khuẩn, chúng ta không có giá trị MIC, nhưng chắc nó cũng sẽ giúp cho chúng ta phần nào xem là chúng ta hình dung cho con đấy là cái con mà nó nhạy cảm với kháng sinh hay là nó đã đề kháng. Vì thế thì có lẽ quay lại các cái kinh điển, các sách giáo khoa thì đều nói là căn nguyên thường gặp trong các buổi bệnh viện, nếu mà gặp những trường hợp mà viêm phổi sớm trên những cơ địa mà nó không có gì là đặc biệt thì thường là gặp những cái căn nguyên không phải là căn nguyên đa kháng. Chúng ta sẽ gặp những cái căn nguyên nó tương tự như là viêm phổi cộng đồng, ví dụ phế cầu, ví dụ hemophilus. Nếu mà gặp với gram âm đường ruột thì đa phần vẫn còn nhạy cảm với cả cefa3 hoặc là quinolone, hoặc là nếu gặp tụ cầu thì vẫn còn nhạy cảm với methicillin. Đấy là những loại nhẹ nhàng. Nhưng nếu mà viêm phổi mà trên viêm phổi muộn, mà hoặc là nếu viêm phổi trên nền tiền căn mà bệnh nhân có những vấn đề đặc biệt, thì có lẽ những cái căn nguyên kháng thuốc như lúc nãy chúng ta đã vừa nêu tên có thể xuất hiện.
Và chính vì thế thì chúng em nghĩ cái việc đánh giá bệnh nhân đóng vai trò rất quan trọng. Việc nhận định về viêm phổi về mặt lâm sàng, nó xuất hiện tại thời điểm nào, xuất hiện sớm cho đánh giá xuất hiện muộn, nó xuất hiện trên những nền cơ địa bệnh nhân ra sao, nền cơ địa bệnh nhân có suy giảm miễn dịch, cơ sở bệnh nhân có nhiều bệnh đồng mắc, hoặc là trên những cái cơ địa bệnh nhân mà nó có những cái sau trên bệnh nhân hôn mê, hoặc là trên những bệnh nhân sau chấn thương, nó đóng vai trò rất quan trọng, hoặc là sau phẫu thuật nó đóng vai trò rất quan trọng để chúng ta xác định các cái căn nguyên và từ đó chúng ta có những cái phác đồ kháng sinh phù hợp. Vì thế thì em xin đi lại về phần dược lý của kháng sinh. Thực ra thì em sẽ đi từ cái đơn giản đến cái phức tạp. Nếu mà để đánh những cái căn nguyên cộng đồng thì có lẽ là quan trọng nhất của chúng ta vẫn là các kháng sinh nhóm beta lactam. Nhẹ nhàng chúng ta sẽ có ampi-amox hoặc là cefuroxim ở dạng tiêm tĩnh mạch. Mạnh tay hơn một chút chúng ta có cefa-3 và điển hình quan trọng nhất là ceftriaxone tiêm tĩnh mạch. Và song song bên cạnh nó đó có tác dụng trên cả những cái vi khuẩn mà phế cầu mà kháng lại beta lactam, hoặc là bao được cả trên những cái vi khuẩn mà nội bào, thì chúng ta có quinolone hô hấp là levo hoặc là moxifloxacin. Vì thế thì các phác đồ điều trị viêm phổi bệnh viện, nếu viêm phổi sớm thì chúng em nhìn thấy là đa phần là người ta cũng các thầy cũng đều lựa chọn đó là cefa-3, quinolone hô hấp, ampicillin sulbactam, eftapenem, những kháng sinh đơn giản. Và nếu mà chúng ta nghi ngờ có vi khuẩn không điển hình thì phác đồ beta lactam chúng ta có thể phối hợp thêm với các kháng sinh macrolide để trong trường hợp viêm phổi bệnh viện sớm mà không có nguy cơ nhiễm vi khuẩn kháng thuốc. Tuy nhiên cái quan ngại lớn nhất tại thời điểm hiện tại đối với cả viêm phổi bệnh viện đó là các vi khuẩn gram âm, và người ta nghĩ nhiều đến trực khuẩn mù xanh. Vi khuẩn trực khuẩn mù xanh thực ra nó không phải các kháng sinh, nó không phải chỉ riêng trực khuẩn mù xanh. Các vi khuẩn mà trực khuẩn mù xanh là đại diện cho các vi khuẩn gram âm, và trong đó trực khuẩn mù xanh là một trong những loại vi khuẩn cứng đầu nhất. Thì ở châu Âu thì người ta thấy là có một cái tỷ lệ nhất định vì cái vi khuẩn mà viêm phổi bệnh viện, đặc biệt là trong viêm phổi thở máy ở bệnh nhân ICU, thì có cái căn nguyên vi khuẩn là trực khuẩn mù xanh đóng vai trò rất quan trọng. Và khi mà hướng đến trực khuẩn mù xanh thì phác đồ kháng sinh chúng ta phải lựa chọn cái gì? Chúng em lại cũng đi từ cái nhẹ nhàng nhất cho đến cái mà mạnh tay nhất. Trong nhóm beta lactam thì nhẹ nhàng nhất tác dụng trên trực khuẩn mù xanh là hai kháng sinh là nhóm cefa. Trong đó quan trọng nhất là cefa thế hệ 3 là ceftazidime và cefa thế hệ 4 là cefepime. Mạnh hơn một chút nữa chúng ta sẽ có nhóm penicillin chống trực khuẩn mù xanh là piperacillin tazobactam, và mạnh nhất hoặc là có phổ hoạt phổ mà rộng nhất trong cái nhóm này là các kháng sinh carbapenem như là imipenem hoặc là meropenem. Đấy, như vậy là bản thân trong beta lactam chúng ta đã có các kháng sinh chống trực khuẩn mù xanh khác nhau rồi. Bên cạnh bổ sung cho beta lactam chống trực khuẩn mù xanh thì chúng ta có quinolone chống trực khuẩn mù xanh, có cipro và levofloxacin. Bên cạnh đó nếu không thích phối hợp với quinolone, chúng ta có thể phối hợp với aminoglycosid, trong đó ba loại đều có hoạt phổ trên phủ xanh là amikacin, tobamicin và xanthamicin. Và cuối cùng mạnh tay nhất trên trực khuẩn mù xanh có lẽ và vẫn là colistin. Thế như vậy, chính vì thế thì phác đồ điều trị kinh nghiệm cho viêm phổi bệnh viện, đặc biệt là viêm phổi thở máy, thì có thể là để phân tầng của bệnh nhân là tùy theo nguy cơ tử vong. Nếu mà đơn giản chúng ta có thể sử dụng đơn trị liệu các cái kháng sinh chống trực có phổ trên trực khuẩn mù xanh, hay nói cách khác là có phổ trên vi khuẩn gram âm kháng thuốc như là em đã vừa trình bày lúc nãy. Cột thứ hai là nếu nghi ngờ có tụ cầu thì có thể bổ sung phối hợp những cái kháng sinh này bổ sung với vancomycin hoặc linezolid. Và trường hợp thứ ba nặng nhất là sẽ phối hợp hai kháng sinh có tác dụng trên vi khuẩn gram âm, trong đó là trực khuẩn mù xanh, và nếu nghi ngờ có tụ cầu thì phối hợp thêm vancomycin hoặc linezolid. Đấy, như vậy thì chúng em nhìn nhận cái góc độ phác đồ kháng sinh theo hướng dẫn của IDSA năm 2016 thì cái phối hợp là nguyên tắc là như vậy. Nhưng ở Việt Nam liệu áp dụng nó có, chúng ta có cần có phải điều chỉnh hay gì hay không, thì chúng em nghĩ là Việt Nam chúng ta khó hơn so với cả nước ngoài, bởi vì những cái công bố gần đây thì cho thấy là cái tỷ lệ các căn nguyên vi khuẩn gram âm kháng thuốc thì tỷ lệ kháng carbapenem hiện nay tương đối cao. Tổng kết ở các đơn vị hồi sức thì trong nghiên cứu này nó có thể lên đến gần 60%, và các cái căn nguyên đấy thì như vậy nó có thể khác nhau ở giữa các bệnh viện. Ở đây là hai bệnh viện tuyến cuối là Bạch Mai và Chợ Rẫy. Nhưng nếu chúng ta đi xuống ở các bệnh viện tuyến hạng 1 ở tuyến thành phố hoặc tuyến tỉnh đấy, thì chúng ta cũng nhìn thấy là cái tỷ lệ mà căn nguyên gây ra viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy nó cũng tương tự như là đã mô tả ở với cả Bạch Mai và Chợ Rẫy. Vì thế thì em nghĩ chọn kháng sinh gì, cái câu hỏi rất đau đầu đối với các bác sĩ. Có lẽ quan trọng nhất đó là chúng ta phải phân tầng xem bệnh nhân có nguy cơ nhiễm vi khuẩn kháng thuốc hay không. Vậy phân tầng như thế nào? Em thấy gần đây Ivan người ta đặc biệt để ý đến, rất coi trọng cái việc phân tầng bệnh nhân xem có nguy cơ kháng thuốc hay không. Và tổng kết
Em rất thấy là cái trình bày của bác sĩ Macho Bassetti, bác sĩ truyền nhiễm người Ý mà cũng có nhiều cơ hội lần, cũng đã có cơ hội trao đổi với chúng ta ở Việt Nam, thì có tổng kết lại có 5 yếu tố mà nguy cơ mà chúng ta phải phân tầng xem bệnh nhân có những yếu tố đấy không, để từ đó lựa chọn phác đồ kinh nghiệm. Yếu tố thứ nhất là yếu tố thuộc về bệnh nhân. Những bệnh nhân có tuổi cao, những bệnh nhân có mắc kèm đái tháo đường, bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền mắc kèm, bệnh nhân có những bệnh lý như nhiễm khuẩn đường niệu, những bệnh nhân có dùng các thuốc ức chế miễn dịch kéo dài như là corticosteroid, những bệnh nhân là sau chấn thương hoặc là bệnh nhân đang có bệnh lý ác tính, những bệnh nhân sau ghép cơ quan ví dụ ghép gan hoặc ghép thận, bệnh nhân COPD, bệnh nhân giảm bạch cầu trung tính hoặc là vừa phẫu thuật trong thời gian gần đây, đấy chính là những bệnh nhân, những yếu tố nguy cơ thuộc về bệnh nền và đặc điểm bệnh nhân có nguy cơ nhiễm vi khuẩn kháng thuốc. Yếu tố thứ hai là yếu tố dịch tễ. Yếu tố dịch tễ thì yếu tố này là do tổng kết vi sinh của từng khoa phòng và từng bệnh viện. Chúng ta đang xem khoa phòng điều trị có nằm trong vùng dịch tễ kháng thuốc hay không. Thứ ba là kiểm tra tiền sử sử dụng kháng sinh của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân đã có tiền sử sử dụng cephalosporin, quinolone, carbapenem, aminoglycosid trong thời gian gần trước đó hoặc đang điều trị bằng kháng sinh này thì nguy cơ nhiễm vi khuẩn kháng thuốc vẫn tăng lên. Yếu tố thứ tư, yếu tố này em nghĩ là có Việt Nam chúng ta hơi khó làm, đó là kiểm tra quần cư. Nếu mà tiền sử có quần cư hoặc là phát hiện quần cư những cái vi khuẩn này, mặc dù có thể nó chưa gây bệnh, chứ đợt trước chúng ta đã có tiền sử thì như vậy đây cũng là yếu tố nguy cơ. Và yếu tố cuối cùng là các yếu tố can thiệp mà chúng ta cài vào người chúng ta vào bệnh nhân, xông cateter, rồi là thở máy hoặc lọc máu, đấy là những yếu tố nguy cơ làm tăng nguy cơ kháng thuốc. Vì thế thì em thấy có một cái thang điểm rất là hay, cũng chưa kiểm chứng ở Việt Nam xem áp dụng này nó có hiệu quả hay không, nhưng em nghĩ cũng có thể cân nhắc. Đó là thang điểm các bác sĩ, ví dụ các bác sĩ người Ý, Tumbarello và cộng sự, ông ấy có một cái thang điểm, em thấy nó cũng tương đối đơn giản dựa trên các yếu tố lâm sàng. Và theo ông ấy thì nếu mà thang điểm từ 3, điểm cộng lại từ 3 trở lên, thì nguy cơ kháng carbapenem là cao, với độ nhạy là 54%, độ đặc hiệu là 94%, 90%, giá trị dự đoán dương hơi thấp một chút là 53%. Thì em nghĩ là như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể phân tầng những cái yếu tố này, dựa vào những cái yếu tố này để có thể xem bệnh nhân có nguy cơ kháng thuốc hay không. Trong hướng dẫn của Hội Truyền nhiễm Hoa Kỳ và Hội Truyền nhiễm Châu Âu và Vi sinh Lâm sàng Châu Âu thì em thấy cũng đặt cái vấn đề rất quan trọng, đó là ba yếu tố để xét về vi khuẩn kháng thuốc. Một là dịch tễ và lâm khoa của khoa lâm sàng, thứ hai là yếu tố thuộc về người bệnh, và yếu tố thứ ba là yếu tố thuộc về yếu tố vi sinh trước đó của người bệnh, đóng vai trò rất quan trọng. Thế thì những yếu tố này là yếu tố có thể cân nhắc. Có một slide em định đưa vào nhưng em lại không đưa vào đây. Hôm qua em có đọc một bài báo công bố trên cái tạp chí của Hội Lồng ngực Hoa Kỳ năm 2021, thì các tác giả to và cả các cộng sự cũng đã nói là các ông thử dùng những yếu tố này để phân tầng bệnh nhân thì các ông thấy là hình như nó hơi rộng, và các bác sĩ của chúng ta cũng nhìn thấy là ở đây nó cũng hơi rộng, bởi vì cái yếu tố này hiện diện trên rất nhiều bệnh nhân mà chúng ta đang điều trị, vậy thì nó hơi rộng, thì cái yếu tố độ đặc hiệu của nó, khả năng áp dụng của nó hơi khó cho thực hành lâm sàng. Như vậy là chúng ta vẫn cần có những cái nghiên cứu để chúng ta có thể phân tầng được tốt hơn bệnh nhân để lựa chọn kháng sinh phù hợp. Vì vậy thì có lẽ là người ta dựa vào những cái kết quả đó để người ta phân tầng bệnh nhân. Nếu bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ kháng thuốc thì sẽ sử dụng những kháng sinh đơn giản. Nếu mà bệnh như là cefa3, ví dụ như ampi-amox tiêm tĩnh mạch. Nếu mà những bệnh nhân mà có viêm phổi bệnh viện muộn hoặc là VAP muộn mà có yếu tố nguy cơ kháng thuốc, như vậy là chắc chắn là phải phối hợp hoặc sử dụng các kháng sinh chống trực khuẩn mủ xanh. Đấy. Hoặc là kết hợp với cả những cái đơn độc của nhóm beta-lactam hoặc kết hợp với aminosid hoặc quinolone. Thế còn nếu mà nặng nữa, chúng ta hy vọng là đến nó có như là nếu mà nguy cơ mà xác định rõ là vi khuẩn kháng thuốc thì chắc là chúng ta phải chờ đợi các cái dùng đến colistin hoặc là chờ đợi các kháng sinh thế hệ mới. Vì thế thì em nghĩ là cái phân tầng bệnh nhân đóng vai trò rất quan trọng, và em mong muốn là cái phần đó là các bác sĩ cũng lưu ý để chúng ta chọn cái kháng sinh cho phù hợp. Vấn đề thứ hai bây giờ em trao đổi đó là vấn đề phối hợp kháng sinh. Thực ra đó là đã là nhiễm khuẩn nặng thì chúng ta ưu tiên phối hợp. Vậy mục đích của phối hợp kháng sinh đó là gì? Thứ nhất, nếu mà để đánh trên một con thì chúng ta mong muốn là hai cái kháng sinh đó phối hợp với nhau là hiệp đồng diệt khuẩn để tác dụng hiệu quả kháng sinh tăng lên. Mục đích thứ hai là một kháng sinh thì thường phổ tác dụng của nó thì thường nó chỉ đánh được một số con nhất định thôi. Nhưng bây giờ nếu mà chúng ta nghi ngờ có nhiều con vi khuẩn ở trong đó, gam dương, gam âm, rồi nội bào các thứ đều có, thì chúng ta phối hợp để mở rộng phổ tác dụng. Phối hợp thứ ba là chúng ta là mong muốn là giảm khả năng kháng thuốc của vi khuẩn. Và phối hợp thứ tư gần đây chúng ta có bàn nhiều về mắc colit trong vi khuẩn cộng đồng, đó là làm tăng cả cái tác dụng điều khiển miễn dịch. Vậy thì cái nguyên tắc để phối hợp kháng sinh như thế nào thì em cũng xin trình bày ở đây để các thầy các cô có thể tham khảo được. Đó là chúng em để ý là
phối hợp kháng sinh thì cái kháng sinh quan trọng nhất trong phác đồ là thường là những kháng sinh đánh vào màng và vách của tế bào vi khuẩn. Mà kháng sinh đánh vào màng và vách thì có beta lactam. Còn nếu kháng beta lactam rồi phải dùng đến colistin thì nó là kháng sinh quan trọng. Và những kháng sinh mà tấn công vào vách và vào màng thì thường hiệp đồng với cả các kháng sinh mà có đích tác dụng nằm ở trong bào tương, ví dụ quinolone, ví dụ aminosid, ví dụ các kháng sinh khác thì đích tác dụng thường nằm trong bào tương. Như vậy đấy là cái nguyên tắc đầu tiên để chúng ta phối hợp. Nguyên tắc thứ hai là cái kháng sinh beta lactam là kháng sinh quan trọng trong phác đồ. Tuy nhiên là nó có nhược điểm, chúng ta phải nắm được cái nhược điểm của nó. Nhược điểm của nó là gì? Là nó tác dụng chậm. Đấy. Thường bởi vì nó phụ thuộc vào thời gian, mình không sốt ruột được với nó nên là phải thường khoảng sau 1 ngày đến 2 ngày thì nó bắt đầu tác dụng hiệu diệt khuẩn tối đa. Nhược điểm thứ hai của nó là nếu số lượng vi khuẩn ban đầu mà nó lớn quá thì cái tác dụng của nó rất là kém. Đấy. Thế như vậy là người ta sẽ mong muốn là người ta phối hợp để giải quyết vấn đề này cho beta lactam thì thường người ta phối hợp với cả một kháng sinh diệt khuẩn nhanh và diệt khuẩn mạnh để coi như là nó diệt một số lượng lớn vi khuẩn ban đầu đấy. Và để giúp đỡ cho beta lactam thì cái kháng sinh mà diệt khuẩn nhanh diệt khuẩn mạnh thì có 3 kháng sinh làm được việc đó. Một là colistin, 2 là aminosid và 3 là quinolone. Đấy thì như vậy là đấy cũng là nguyên tắc thứ hai để phối hợp. Vì thế thì cho đến thời điểm hiện giờ, dựa trên cơ sở lý thuyết thế thì các nghiên cứu tổng kết về mặt in vitro, em có lấy cái tổng kết gần đây nhất thì đều cho thấy là gì? Là phối hợp carbapenem với cả trong các phối hợp của colistin với các kháng sinh khác thì colistin kết hợp với carbapenem là thường tạo ra tác dụng hiệp đồng, tỷ lệ mà tạo ra tác dụng hiệp đồng là cao nhất. Và nó có ưu điểm như thế này: kể cả vi khuẩn là kháng carbapenem, ví dụ trường hợp này kháng imipenem chẳng hạn, imipenem dùng nó không có ý nghĩa nữa, nhưng khi chúng ta phối hợp với cả colistin thì colistin lấy lại được tác dụng, trường hợp này là trên trực khuẩn mù xanh, lấy lại được tác dụng của imipenem. Và như vậy đấy là ý nghĩa mà colistin đem lại được cho carbapenem. Và chính vì lý do đó thì cái câu trả lời trước đây cũng nhiều đồng nghiệp có nói là thế bây giờ mình có dùng colistin đơn độc hay không, thì em nghĩ là có lẽ em ý kiến cá nhân em thì em thấy là nếu nhiễm khuẩn nặng thì có lẽ chúng ta nên ưu tiên phối hợp, bởi vì tổng kết lâm sàng năm 2017 cũng thấy là trong các nhiễm khuẩn do vi khuẩn kháng carbapenem thì phối hợp colistin với carbapenem làm giảm tỷ lệ tử vong rõ rệt so với cả sử dụng colistin đơn độc. Và có một cái nghiên cứu nữa mà cái nghiên cứu này thì em thấy là các bác sĩ cũng bàn rất là nhiều, em cũng rất là bối rối khi đọc cái nghiên cứu này. Đó là cái nghiên cứu người ta làm năm 2018. Nghiên cứu này là trên các cái vi khuẩn gram âm kháng thuốc, chủ yếu là Acinetobacter baumannii. Người ta có so sánh rất cẩn thận một nhóm là dùng colistin đơn độc liều 9 triệu và một nhóm là dùng colistin kết hợp với meropenem liều cũng rất là cao, 2 gram mỗi 8 giờ. Thì đáng tiếc và em cũng hơi thất vọng với cả cái nghiên cứu này khi mà đọc kết quả, đó là chúng ta chưa nhìn thấy được sự khác biệt về mặt thành công về mặt lâm sàng cũng như tỷ lệ tử vong của hai nhóm. Thì em nghĩ rằng là có lẽ là cái bài toán phối hợp kháng sinh nó cũng vẫn là cái bài toán khó về mặt tâm lý và về mặt lý thuyết, thì em nghĩ là em vừa trình bày lúc nãy thì sẽ thiên về phác đồ phối hợp hơn, nhưng để rõ cái lợi ích của cái việc phối hợp thì rõ ràng chúng ta cũng sẽ cần nhiều cái nghiên cứu hơn nữa để làm sáng tỏ thêm cái lợi ích của về phối hợp này trong phải điều trị nhiễm khuẩn nặng cho bệnh nhân. Tuy nhiên trong lúc chờ đợi những nghiên cứu thì em xin lưu ý là khi phối hợp kháng sinh là không có nguyên tắc không được giảm liều kháng sinh, bởi vì nếu chúng ta giảm liều kháng sinh, đây là một cái ca lâm sàng rất cụ thể, nhiễm trùng huyết do trực khuẩn mù xanh đa kháng, và nếu giảm liều kháng sinh chúng ta không đủ thì các bác sĩ thường có tâm lý thôi, nếu giảm liều phối hợp kháng sinh thì tôi giảm một chút một tí đi cho nó đỡ cho bệnh nhân, nhưng nếu chúng ta giảm liều kháng sinh thì sau đó là vi khuẩn ban đầu thì nó nhạy cảm nhưng sau đó nó kháng lại ngay kháng sinh mà chúng ta đã sử dụng. Đấy, thì như vậy đấy là câu chuyện của phối hợp. Và trong các phác đồ phối hợp hiện nay chúng em nhìn thấy nếu trên các vi khuẩn kháng thuốc, ví dụ họ đường ruột kháng thuốc gam âm, họ đường ruột kháng thuốc như Klebsiella chẳng hạn, thì có nhiều phác đồ kháng sinh mới em không đề cập ở đây, nhưng phác đồ thứ ba các thầy hay sử dụng vẫn là colistin kết hợp với meropenem kết hợp với aminosid hoặc là fosfomycin. Như vậy đấy là phác đồ mà chúng ta hay sử dụng trên trực khuẩn mù xanh thì vẫn là gì, vẫn là hai phối hợp hai kháng sinh chống trực khuẩn mù xanh với nhau, gọi đó là carbapenem, piperacillin tazobactam, nhẹ hơn sẽ là cefepime hoặc là cetazidin, người ta sẽ xếp theo thứ tự giảm dần đấy. Và những cái này đơn độc hoặc là phối hợp với aminosid, thường trực khuẩn mù xanh thì phải phối hợp với aminosid hoặc fosfomycin hoặc colistin. Còn trường hợp với cả Acinetobacter thì có lẽ cái phác đồ kinh điển nhất người ta hay dùng là colistin kết hợp với cả meropenem. Còn nếu không dùng được cái đấy mà kháng cao quá thì chắc là phải lôi những cái phác đồ mà nó không chính thống lắm, ví dụ như colistin kết hợp với rifampicin v.v. Mặc dù chúng ta chưa có đủ kinh nghiệm lâm sàng.
Và trong trường hợp mà viêm phổi thì ở hướng dẫn ở đây các chuyên gia cũng đã có đề nghị rất là gì, là cùng chúng ta cũng đừng ngần ngại bổ sung thêm kháng sinh khí dung để bên cạnh phác đồ kháng sinh tĩnh mạch. Như vậy đấy là phác đồ vấn đề phối hợp. Vấn đề thứ ba chúng em nói ra là vấn đề liều. Chúng em cũng xin thống nhất là chúng ta điều trị kháng sinh là không được thiếu liều. Và cái nguyên tắc rất quan trọng để không được thiếu liều đó là kháng sinh chúng ta có hai loại rất rõ ràng. Một loại thứ nhất là phụ thuộc nồng độ. Rồi phụ thuộc nồng độ là những cái kháng sinh aminoxid quinolone phụ thuộc nồng độ, cứ tăng nồng độ là diệt khuẩn càng mạnh. Và kháng sinh thứ hai, nồng độ không cần cao lắm nhưng phải phụ thuộc vào thời gian. Đấy. Thì hai cái loại kháng sinh này nó dùng sẽ khác nhau. Và đối với bệnh nhân nặng thì chúng ta lại có một cái điểm nữa chúng ta phải lưu ý, đó là dược động học. Nên cái quyết định nồng độ kháng sinh trong máu, hai thông số dược động học rất quan trọng. Một là thể tích phân bố. Thể tích phân bố thì nó liên quan rất nhiều đến bệnh nhân có sốc nhiễm trùng hay không, bệnh nhân có truyền nhiều dịch hay không, bệnh nhân có giảm albumin máu hay không. Đấy thì những yếu tố đấy là những yếu tố làm tăng thể tích phân bố. Và thứ hai là thanh thải. Ở những bệnh nhân mà trẻ chưa chắc người ta đã suy thận, giai đoạn sau người ta mới suy thận. Đấy thì những bệnh nhân không có bệnh thận nền thì chúng ta phải để ý đến mức lọc cầu thận của bệnh nhân. Nếu mà mức lọc cầu thận tốt thì chúng ta sẽ mất nhiều kháng sinh qua thận hơn và lúc đó chúng ta phải tăng liều. Thế chính vì thế thì các kháng sinh bị ảnh hưởng bởi làm tăng thể tích phân bố và tăng thanh thải lại là những kháng sinh mà chúng ta hay dùng trong hồi sức, trong điều trị viêm phổi bệnh viện. Đó là beta-lactam, đó là vancomycin, đó là aminoxid và colistin. Vì vậy thì các bác sĩ phải rất nhìn rất kỹ bệnh nhân, bởi nếu mà có những yếu tố như em vừa liệt kê thì sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều nồng độ thuốc ở trong máu. Vì thế thì nguyên tắc sử dụng kháng sinh bao giờ cũng là nó có theo dược động dược lực, có cái phụ thuộc vào nồng độ, Cmax sẽ quyết định hiệu quả. Có cái phụ thuộc vào thời gian thì thời gian telonomics sẽ quyết định hiệu quả. Và có cái quyết định phụ thuộc vào nồng độ và thời gian thì AUC, tức là tổng lượng kháng sinh trong người bệnh nhân sẽ quyết định hiệu quả. Từ đó chúng ta sẽ ra được chế độ liều. Thì khuyến cáo của Hội Truyền nhiễm Hoa Kỳ người ta cũng đã nói rất rõ là chúng ta dùng liều của kháng sinh trong điều trị viêm phổi bệnh viện, viêm tử máy là theo cái gì? Theo liều hướng của tờ hướng dẫn của nhà sản xuất hay theo liều theo PKPD như lúc nãy Thành Ngọc đã đề cập? Thì Hội Truyền nhiễm Hoa Kỳ khuyến cáo là theo PKPD. Đấy, thì đấy là khuyến cáo đã được nêu ra. Và đặc biệt liều phải chú ý ngay từ những ngày đầu tiên, những ngày đầu tiên điều trị cho bệnh nhân. Liều như vậy em xin phép để lại cái bảng để những cái liều cao mà được khuyến cáo trong liều ngày đầu tiên dùng để điều trị nhiễm khuẩn nặng, trong đó có viêm phổi bệnh viện nói chung, thì các bác sĩ lưu ý là có những cái là chúng ta phải tuân theo. Và có một số kháng sinh sẽ phải có liều nào, những kháng sinh nào phải có liều nào, kháng sinh phải có liều nào, đó là kháng sinh có thời gian bán thải kéo dài. Và em lấy luôn ví dụ colistin. Colistin thời gian bán thải của nó là 14 giờ là rất dài. Vậy chúng nguyên tắc của nó là 3 lần 14 giờ tức là khoảng 2 ngày thì nồng độ kháng sinh nó mới lên nồng độ điều trị. Thế như vậy là chúng ta bắt buộc phải có liều nạp. Nếu không thì chúng ta khoảng 2 ngày sau chúng ta mới đạt được nồng độ điều trị của colistin. Vì thế thì thông thường các bác sĩ hay cho là 9 triệu liều nạp ban đầu. Và sau đó thì chúng ta nghỉ khoảng 12 giờ, tức là 8 giờ 12 giờ, tức là giữa khoảng cách giữa hai lần dùng thuốc, sau đó chúng ta cho liều duy trì. Ở cái trường hợp thứ hai chúng ta cũng phải đặc biệt chú ý liều, đó là trường hợp bệnh nhân giảm albumin máu. Bây giờ cũng rất nhiều bệnh nhân vào là trong cái tình trạng nặng và albumin máu giảm. Thì khi albumin máu giảm thì nồng độ tự do của kháng sinh trong máu sẽ tăng lên. Và khi nồng độ tự do kháng sinh trong máu tăng lên thì nó sẽ tăng thể tích phân bố. Và khi tăng thể tích phân bố và tăng thải qua thận nữa, kháng sinh tự dạng tự do sẽ thải qua thận. Và như vậy thì lúc đấy liều sẽ phải tăng lên. Vì vậy thì em xin phép để lưu ý các bác sĩ là nếu chúng ta sử dụng các kháng sinh mà liên kết nhiều với albumin, ví dụ ceftriaxone chẳng hạn, chúng ta em nghĩ nếu em gặp một bệnh nhân mà giảm albumin máu và viêm phổi, nếu còn dùng ceftriaxone chắc chắn là em sẽ khuyến cáo các bác sĩ là dùng 2 gam mỗi 12 giờ để thay vì những cái chế độ liều mà chúng ta sử dụng thông thường. Như vậy là liều nạp thì thông thường là tính theo cân nặng, còn liều duy trì sẽ tính theo mức lọc cầu thận bệnh nhân. Và như vậy em cũng sẽ để lại cái bàn chỉnh liều theo mức lọc cầu thận mà các bác sĩ vẫn hay sử dụng để từ đó chúng ta có cái liều tính toán cho phù hợp theo chức năng thận của người bệnh. Bây giờ thì em sẽ đi vào cái kháng sinh, từng kháng sinh cụ thể. Em cũng sẽ đi rất nhanh để chốt lại những cái phần lưu ý liều, cách dùng các kháng sinh điều trị cho viêm phổi nặng. Ví dụ như beta-lactam. Beta-lactam là kháng sinh phụ thuộc vào thời gian. Vì thế thì cái quyết định liều hiệu quả điều trị là thời gian telonomic. Vì vậy cái động tác đầu tiên là các bác sĩ để ý cho chúng em là liều dùng một lần. Bình thường chúng ta dùng 1 gram cetazidin, có lẽ là trường hợp nặng chúng ta tăng lên 2 gram một lần. Bình thường là 0,5 gram với imipenem, trường hợp nặng chúng ta tăng lên 1 gram. Với meropenem tương tự, bình thường là 1 gram, trường hợp nặng chúng ta có thể tăng lên 2 gram. Đấy, như điều trị nhiễm khuẩn cho trực khuẩn mù xanh.
Thứ hai là số lần dùng thuốc. Bình thường các bác sĩ có thể dùng là 2 lần một ngày. Nhưng trường hợp nặng chúng ta tăng lên 3 lần một ngày. Đấy. Và nếu trường hợp nặng quá, đấy, chúng ta có thể cân nhắc truyền kéo dài. Đấy, thì truyền liên tục. Hội gây mê hồi sức Pháp thì người ta còn khuyến cáo như này. Cách đây 2 năm, 2019 người ta còn khuyến cáo này. Cái này thì em chưa dư dám áp dụng ở Việt Nam. Nhưng chúng ta cũng nên suy nghĩ là trước khi truyền dài hoặc là truyền liên tục, các bác sĩ bây giờ cũng hay áp dụng cái truyền này, đặc biệt với các bà bên em, thì có thể cân nhắc một liều lốt, tức là chúng ta truyền ví dụ 0,5 gram đến 1 gram meropenem, chúng ta truyền loading trong vòng 30 phút. Sau đó thì chúng ta cho truyền qua bơm tiêm điện trong vòng 3 giờ thì người ta thấy hiệu quả nó cao hơn. Đấy, để liều lốt đấy nó sẽ giúp cho kháng sinh nó thấm nồng độ cao hơn và nó thấm vào mô phổi được tốt hơn, và như vậy thì sẽ có hiệu quả cao hơn. Như vậy truyền dài là bây giờ thành pháp đồ rồi. Ở bệnh viện Hartford ở Hoa Kỳ cách đây 10 năm, cứ viêm phổi bệnh viện hoặc là về cứ viêm phổi thở máy là đã dùng meropenem là 2 gram mỗi 8 giờ truyền dài 3 giờ. Tất nhiên liều được chỉnh theo mức lọc cầu thận của bệnh nhân hoặc là theo bệnh nhân có lọc máu liên tục. Hội gây mê hồi sức Pháp cũng đã khuyên cáo từ 2015, cũng đã khuyên cáo là nếu mà trường hợp mà nhiễm khuẩn nặng thì các bác sĩ dùng carbapenem là các bác sĩ ưu tiên truyền 4 giờ. Người ta nói luôn truyền 4 giờ. Và trường hợp mà nặng nữa, nhiễm khuẩn sâu trong cơ thể thì ví dụ viêm phổi chẳng hạn, thì có thể cân nhắc truyền liên tục. Thì đấy là hướng dẫn của các hội chuyên môn. Và chúng em cũng làm cái này hướng dẫn cái trường hợp của COPD rồi. Cái này thì nó không liên quan viêm phổi nhiều, thì chúng em thấy là cái này phải theo mức lọc cầu thận của bệnh nhân. Và có lẽ nếu mà những trường hợp mà trực khuẩn mùi xanh mà kháng thuốc, hệ tùy theo mức lọc cầu thận của bệnh nhân vì cetazidin thải nhiều qua thận, thì có lẽ là nếu ở cái trường hợp mà mic của nó cao đấy, thì trong trường hợp đấy gặp trực khuẩn mùi xanh thì có lẽ là chế độ liều truyền của chúng ta phải là 2 gram mỗi 8 giờ chứ không phải là dùng 1 gram mỗi 8 giờ như là chế độ liều thông thường chúng ta sử dụng với cetazidin. Thế còn đối với Klebsiella thì sao? Klebsiella thì chúng em nhìn thấy là ở các cái đơn vị hồi sức tích cực, đặc biệt là bệnh nhân mà viêm phổi, ở đây chúng em tổng kết lại tỷ lệ viêm phổi nó vẫn chiếm 3/4 trường hợp nhiễm Klebsiella, thì các bác sĩ vẫn dùng carbapenem là chính, trong tất nhiên phải phối hợp với các kháng sinh khác, trong đó quan trọng nhất là colistin. Thì người ta thấy là gì, trong viêm phổi bệnh viện nếu điều trị kinh nghiệm, carbapenem kể cả kháng thuốc, carbapenem phác đồ dùng carbapenem thì tỷ lệ tử vong vẫn thấp hơn rất nhiều so với những cái phác đồ mà không có dùng carbapenem. Kết quả tổng kết đấy được công bố năm 2021. Thì ở như vậy ở đây đóng vai trò rất quan trọng, đó là chúng ta dùng carbapenem như thế nào và đến lúc nào nữa chúng ta còn dùng được carbapenem. Thì em có khuyến cáo như này, tất nhiên COVID thì chắc chúng ta không có điều kiện để làm vi sinh được cẩn thận, nhưng nếu chúng ta làm được vi sinh thì chúng ta nên đo mic với carbapenem, và mic từ 2 trở lên thì vi sinh đã trả là R rồi. Nhưng nếu mic từ 2 đến 8 với meropenem thì chúng ta vẫn dùng được meropenem, nhưng chúng ta lúc đấy chúng ta truyền dùng 2 gram mỗi 8 giờ và truyền dài trong vòng 3 giờ thì chúng ta vẫn đạt được đích PKPD. Và tổng kết lại về mặt lâm sàng, nếu chúng ta điều trị những vi khuẩn có mic từ 8 trở xuống, và trong phác đồ tất nhiên phải phối hợp kháng sinh rồi, ví dụ thông thường phải phối hợp với carbapenem, colistin hoặc là aminosid, thì trong trường hợp đấy tỷ lệ tử vong của bệnh nhân là thấp nhất. Như vậy là carbapenem cũng rất quan trọng, nhưng và nó đặc biệt có ý nghĩa với chúng ta khi mà chúng ta theo dõi mic. Vì thế ở bệnh viện Bạch Mai thì chúng em vẫn theo dõi mic thường xuyên, và từ cái giá trị mic ban đầu nếu điều trị kinh nghiệm thì chúng em khuyến cáo luôn là ở hồi sức Bạch Mai nếu mà nghi ngờ nhiễm khuẩn giọt Klebs là 6 gram truyền liên tục với meropenem, 4 gram truyền liên tục với imipenem, tức là liều tối đa. Đấy, bởi vì chỗ đấy nó kháng thuốc rất là ghê. Còn khi đã cấy ra mic rồi, đấy, đã xác định được mic rồi, thì các bác sĩ sẽ hiệu chỉnh liều theo cái giá trị mic và mức lọc cầu thận của bệnh nhân có được. Đấy, thế còn đấy là những cái mà chúng ta tối ưu với các bác bên em. Thế còn nếu mà kháng các bác bên em thì phác đồ gì sẽ có thể cân nhắc? Kháng các bác bên em thì lúc đấy chúng em thấy cái này thì tất nhiên phải nhìn vào kháng sinh đồ. Nhưng mà chúng em nhìn thấy là kháng carbapenem thì thường Klebsiella nó vẫn còn nhạy với aminosid, zanta hoặc amigacin, hoặc là có một cái kháng sinh nữa là fosfomycin. Thế thì các phác đồ hiện nay thì với thường vẫn là gì? Vẫn là colistin kết hợp với carbapenem hoặc là kết hợp với cả các kháng sinh như em vừa nói tên là fosfomycin hoặc là aminosid. Vì thế thì có lẽ là cái phác đồ, câu hỏi đầu tiên là có nên điều trị colistin ngay từ đầu hay không? Bởi vì cái tâm lý của các bác sĩ là nếu mà tỷ lệ kháng carbapenem mà nhiều như thế, mà nếu chúng ta nghi ngờ là nhiễm vi khuẩn cảm ấm kháng thuốc, thì thường các bác sĩ sẽ có động tác là cho các colistin ngay từ đầu. Ở Bạch Mai thì cái tỷ lệ điều trị kinh nghiệm với colistin hiện nay nó lên khoảng 40%. Em hoàn toàn chia sẻ về cái áp lực của các bác sĩ, nhưng em xin chia sẻ một cái nghiên cứu như này để chúng ta cùng suy nghĩ. Người ta làm một cái nghiên cứu là dùng colistin ngay từ đầu trong viêm phổi bệnh viện, trong viêm phổi thở máy.
phối hợp với Levo, và cái nghiên cứu và cái nhóm thứ hai là dùng Mero kết hợp với Levo, tức là theo cái phác đồ của IDSA đấy. Thế thì người ta thấy là này, là đánh giá lại về tỷ lệ khỏi về mặt lâm sàng, tỷ lệ khỏi về mặt vi sinh và tỷ lệ tử vong, thì người ta thấy là chưa có sự khác biệt giữa cái phác đồ điều trị kinh nghiệm bằng dùng ngay colistin từ đầu với cả cái phác đồ mà chúng ta sử dụng meropenem kết hợp với cả quinolone, beta-lactam kết hợp với cả quinolone như là phác đồ mà Hội Truyền nhiễm Hoa Kỳ khuyến cáo. Như vậy là em nghĩ là cái này thì cả các bác sĩ nên cân nhắc đấy, để chúng ta có thể có cái lựa chọn phù hợp. Đối với colistin thì em xin bàn thêm về chế độ liều. Hiện nay thì chúng ta có 3 chế độ liều. Chế độ liều thấp là chế độ liều 4 triệu, 6 triệu. Chế độ liều thứ hai là chế độ liều ở các bệnh viện miền Bắc hay làm, và Bạch Mai hay làm, là không, chưa phải là 9 triệu, mà là chế độ liều dùng liều nạp theo cân nặng của bệnh nhân. Theo cân nặng của bệnh nhân. Và liều duy trì là theo mức lọc cầu thận của bệnh nhân. Và cái chế độ liều này là dựa trên cái đích mà mong muốn đạt được, đó là 2, đấy là đối với colistin. Cái chế độ liều này được xây dựng thì nó phù hợp với cái chế độ liều mà được công bố năm 2017 của colistin. Đấy, là người ta cũng chọn nồng độ đích là 2, và người ta cũng khuyến cáo là liều nạp của colistin thì nên cho theo cân nặng. Sau đó thì liều duy trì là thường là tương đương với theo mức lọc cầu thận. Và nếu ký với chế độ liều này thì người ta ước tính là những cái vi khuẩn có mic từ 0,5 trở xuống. Đấy, chúng ta lưu ý là mic colistin cũng rất quan trọng. Nếu mic từ 0,5 trở xuống thì nói chung là chế độ liều chúng ta đang dùng là rất yên tâm. Và nếu bệnh nhân có mức lọc cầu thận mà nó không quá tốt, đấy, thì như vậy điều trị nó sẽ tương đối ổn. Đấy, nhưng mà nếu mà mic của vi khuẩn từ 1 trở lên, đấy, mà mức lọc cầu thận của bệnh nhân là trên 80, kèm theo cái mức lọc cầu thận trên 80, thì khả năng thất bại của chúng ta là tương đối cao nếu dùng chỉ dùng colistin tĩnh mạch. Đấy, chính vì thế thì hiện nay thì chúng ta có chế độ liều thứ ba nữa là chế độ liều 9 triệu của colistin. Thì em biết là các bệnh viện ở phía Nam thì các thầy hay dùng chế độ liều 9 triệu này. Liều nạp 9 triệu, liều duy trì cũng tương đương với 9 triệu. Tất nhiên là chỉnh theo mức lọc cầu thận của bệnh nhân. Và ở Bạch Mai của chúng em thì đưa ra có 3 chế độ liều để cho các bác sĩ lựa chọn. Vẫn có chế độ liều thấp ở những cái khoa lâm sàng mình chưa kháng thuốc nhiều lắm, thì mình cũng không ưu tiên sử dụng chế độ liều cao. Thế chế độ liều thứ hai là chế độ liều B, tức là chế độ liều tính theo cân nặng, liều nạp. Và chúng em thấy là tại thời điểm hiện giờ thì nếu chế độ liều thấp ấy, thì có lẽ không nên khuyến cáo nữa, trừ khi là xác định được là nó mic của vi khuẩn rất thấp đấy, thì chúng ta mới nên sử dụng chế độ liều thấp đó. Nhưng mà chế độ liều B, cái chế độ liều tính theo cân nặng, thì chúng em nhìn thấy là vẫn áp dụng được tốt, và nó hiệu quả tương tự về dược động và dược lực, tương tự như là chế độ liều 9 triệu mà hiện nay đang được khuyến cáo ở trên thế giới. Thế thì đấy là chế độ liều tĩnh mạch của colistin. Thế còn trong trường hợp mà nếu mà kháng colistin rồi, hoặc là nếu mic của vi khuẩn cao quá mà chúng ta vẫn muốn dùng colistin, thì giải pháp là gì? Có lẽ đó là giải pháp khí dung. Giải pháp khí dung thì thực nghiệm người ta đã làm, thì người ta thấy là nếu khí dung đưa thêm colistin khí dung tĩnh mạch, khí dung mà khoảng 2 triệu, đây nghiên cứu này người ta làm là 2 triệu đơn vị, và trước khi chuyển mỗi lần chuyển tĩnh mạch, thì cái nồng độ trong dịch lót biểu mô phế nang ấy, thì nồng độ nó cao gấp hàng ngàn lần, hàng trăm hàng ngàn lần so với cả nồng độ mà chúng ta chỉ đưa thuốc qua đường tĩnh mạch thôi. Thì như vậy là hy vọng là cái nồng độ cao như thế thì nó sẽ tạo ra được tác dụng của thuốc. Và tổng kết gần đây nhất em có tham khảo được thì hiệu quả của kháng sinh tĩnh khí dung so với tĩnh mạch ở các mức liều khí dung khác nhau, thì hiệu quả về mặt lâm sàng và về mặt vi sinh thì nhìn chung đều cao hơn so với cả nhóm sử dụng tĩnh mạch, và độc tính của trên thận thì thấp hơn đấy, đồng thời so với cả nhóm sử dụng tĩnh mạch đơn thuần. Đấy, thì như vậy là ở đây là người ta so sánh cái nhóm mà dùng khí dung đơn thuần với cả nhóm dùng tĩnh mạch đơn thuần để so sánh xem là có những cái trường hợp mà chúng ta không sử dụng kháng sinh tĩnh mạch được, người ta chỉ dùng kháng sinh khí dung đơn thuần, thì kết quả là như vậy. Như vậy là khí dung là một cái giải pháp em nghĩ cũng rất là đáng lưu ý. Hội Truyền nhiễm Hoa Kỳ thì cũng đã có đưa vào khuyến cáo, mặc dù ở mức độ yếu, là nếu trong trường hợp mà vi khuẩn gram âm chỉ còn nhạy cảm với mỗi colistin thôi hoặc aminosid, thì chúng ta nên bổ sung các cái kháng sinh đó theo đường khí dung bên cạnh kháng sinh tĩnh mạch. Và ở Bạch Mai thì năm ngoái thì các thầy ở hồi sức cũng làm thử cho viêm phổi thở máy, viêm phổi bệnh viện nặng và viêm phổi thở máy, thì thấy là nếu khí dung, và khí dung ở đây là khí dung qua máy thở, thì có như vậy là gì, kết hợp với kháng sinh tĩnh mạch, và trong đó thì liều khí dung là hiện nay là 1 triệu đơn vị mỗi 8 giờ, thì lâm sàng thì tử vong mới thất, với cả đáp ứng lâm sàng thì chưa thấy khác nhau, có thể cái cỡ mẫu nó còn nhỏ. Tuy nhiên đáp ứng về mặt vi sinh, tức là tỷ lệ sạch khuẩn ở ngày thứ 5 và ngày thứ 8, nó cao hơn rất nhiều so với cả ở cái nhóm dùng khí dung, so với cả cái nhóm dùng kháng sinh tĩnh mạch đơn thuần.
Đấy, như vậy chúng em nghĩ là với những cái kết quả ban đầu như thế này thì hoàn toàn là có thể tính đến những phác đồ khí dùng bổ sung thêm, dùng colistin bổ sung thêm kháng sinh tĩnh mạch cho bệnh nhân. Chứ còn nếu kháng colistin rồi thì sao? Em không biết là mọi người đã gặp cái trường hợp kháng colistin hay chưa, nhưng ở Bạch Mai đã gặp, đặc biệt với Klebsiella. Hiện nay thì tỷ lệ nó chưa nhiều, nó khoảng dưới 10%, nhưng rất đáng báo động. Vì vậy thì chúng em lại xem tiếp là nếu cái trường hợp mà vi khuẩn gram âm, ở đây là Klebsiella kháng colistin, và ở đây mới thấy là Klebsiella kháng thôi, còn AC và trực khuẩn mùi xanh thì may quá chưa thấy kháng colistin. Thì nếu Klebsiella mà kháng colistin thì hiện nay nó còn nhạy cảm với aminosid và fosfomycin. Vậy thì chúng ta sử dụng các kháng sinh này như thế nào? Aminosid là kháng sinh rất cũ và chúng ta biết là nó được sử dụng lại, sử dụng để điều trị các vi khuẩn kháng thuốc, đặc biệt trong trường hợp mà Klebsiella kháng thuốc, là do cơ chế tác dụng của nó. Đấy, nó tấn công vào tổng hợp protein, nó tác dụng gây diệt khuẩn. Nhưng bên cạnh đó người ta cũng thấy là hình như nó ức chế tổng hợp protein của vi khuẩn, thì nó cũng làm cho vi khuẩn giảm tổng hợp những cái yếu tố kháng thuốc. Ví dụ như men, sinh ra men kháng thuốc, beta-lactamase kháng thuốc. Beta-lactamase bản chất cũng là protein. Đấy, thì người ta kỳ vọng như vậy. Thế thì chúng ta dùng liều như thế nào? Kinh điển thì chúng ta sẽ dùng liều là với amikacin là 15mg trên kg cân nặng. Viêm phổi thì có thể dùng liều cao hơn là 20mg. Nhưng chúng ta cũng cân nhắc là có thể với cái mức liều 15mg nếu chúng ta sử dụng thì nồng độ chúng ta không đạt được. Đấy, cái nồng độ chúng ta cần đạt là cái khoảng này. Có thể là cái mức liều cao hơn chúng ta cần phải sử dụng. Nhưng nếu mà sử dụng mức liều cao hơn như 25 hoặc là 3, đặc biệt là 30, thì có thể một số bệnh nhân lại rơi vào nồng độ mà nó có thể tạo ra độc tính của thuốc. Vì thế thì có lẽ là đối với tình trạng kháng thuốc tại thời điểm hiện tại thì cái này chỉ áp dụng cho trường hợp vi khuẩn kháng thuốc thôi. Thì Klebsiella thì trong trường hợp đó thì chúng em đã áp dụng thử cái chế độ liều 30mg trên kg cân nặng cho trường hợp viêm phổi do nhiễm trùng do Klebsiella kháng thuốc. Nhưng trong trường hợp lại bắt buộc phải đo nồng độ thuốc trong máu. Em nghĩ là những cái trường hợp này chỉ áp dụng được ở những cái cơ sở mà đo được nồng độ thôi. Và khi mà đo nồng độ như thế thì chúng em thấy cái kết quả là cũng rất là khả quan. Kết quả tổng kết bọn em vừa làm trong cách đây được khoảng vài tháng để tổng kết lại trên 105 bệnh nhân được dùng cái phác đồ liều cao như thế này thì cái tỷ lệ đạt đích nồng độ mong muốn là trên 70%. Đấy, thế như vậy là một cái tỷ lệ nó rất khích lệ ở trên những bệnh nhân này. Cái kháng sinh cuối cùng mà em sẽ đề cập đến liều đó là fosfomycin. Fosfomycin thì hiện nay nó gần quay lại là cho Klebsiella kháng thuốc và trực khuẩn mùi xanh kháng thuốc. Không hiểu tại sao nó lại còn lại giữ được cái độ nhạy cảm, có lẽ cơ chế tác dụng nó hơi khác với các kháng sinh khác. Thì thực tế thì cho thấy fosfomycin ở cái Klebsiella kháng thuốc ở bệnh viện Bạch Mai thì nó vẫn còn nhạy với fosfomycin với tỷ lệ tương đối cao. Và tổng kết ở trên thế giới thì cũng cho thấy là những cái vi khuẩn mà nhiễm khuẩn do vi khuẩn kháng thuốc, trừ khuẩn mùi xanh và Klebsiella để sử dụng mà đã sinh Capapenemase thì như vậy là sử dụng fosfomycin thì cái tỷ lệ thành công nó cũng ở mức độ chấp nhận được. Và kháng sinh này cho đến thời điểm hiện giờ thì được sử dụng gọi là cứu cánh cuối cùng cho những bệnh nhân mà có nhiễm khuẩn nặng, có nhiễm khuẩn huyết, có nhiễm khuẩn nặng hoặc là sốc nhiễm trùng khi mà do vi khuẩn gram âm. Thế thì đối với trực khuẩn mùi xanh, ví dụ trên những cái bệnh nền mà chúng ta có kiểm tra có những yếu tố vi khuẩn kháng thuốc thì trong trường hợp đó có thể là phác đồ gọi là kháng sinh lựa chọn quan trọng nhất thì vẫn là meropenem, piperazole, ceftazidim, cefepime, đấy là những kháng sinh chống trực khuẩn mùi xanh. Những cái kháng sinh thứ hai mà để kết hợp với những cái đó có thể là fosfomycin, có thể là aminosid, có thể là colistin, hơn là phối hợp với các quinolone. Thì như vậy đấy là những cái cập nhật mới nhất để liên quan đến nhiễm khuẩn do trực khuẩn mùi xanh. Tuy nhiên đã dùng fosfomycin thì liều phải cao. Liều ở đây người ta khuyến cáo là ít nhất là 4 gram một lần. Bởi vì như thế nó mới đủ nồng độ nó thấm vào mô phổi, người ta đo ở dịch lót đường hô hấp phế nang nó vượt trên được cái nồng độ ức chế tối thiểu mà của vi khuẩn. Vì thế thì chế độ liều của chúng ta thường là 4 gram mỗi nhẹ nhất là 4 gram mỗi 8 giờ. Trường hợp nặng hơn là 4 gram mỗi 6 giờ. Và ở Anh thì người ta cho phép tối đa 24 gram một ngày. Đấy là liều của fosfomycin. Và tổng kết lâm sàng gần đây nhất thì người ta thấy là chế độ liều mà tối ưu nhất với fosfomycin là 8 gram một liều lốt truyền ban đầu. Sau đó liều duy trì truyền liên tục là 16 gram đến 24 gram một ngày. Đấy, như vậy đấy là những cái trường hợp mà trên bệnh nhân có chức năng đận bình thường nhé. Đấy là những cái liều khuyến cáo với fosfomycin. Em sẽ kết thúc cái phần này bằng cái phần mà liên quan đến Capapenem, double Capapenem. Thực ra cái giải pháp double Capapenem thì em thấy là nó cũng là cái giải pháp mà nó cũng gọi là cứu cánh cuối cùng. Đấy, hy vọng là chúng ta có thể sử dụng được cho những cái trường hợp Klebsiella kháng thuốc. Thì tổng kết
lâm sàng tại thời điểm hiện tại thì chúng em thấy là năm 2020 người ta có tổng kết lại thì người ta thấy là những trường hợp mà vi khuẩn gram âm mà kháng thuốc thì có thể sử dụng phác đồ đáp ứng carbapenem như là lựa chọn cuối, tức là kháng hết colistin, kháng hết tất cả các thứ khác rồi, không còn cái gì lựa chọn, chúng ta có thể cân nhắc đến cái này. Tuy nhiên, cái bằng chứng các lá cả cũng người ta cũng lưu ý là những cái bằng chứng tại thời điểm hiện tại thì chủ yếu dựa trên những cái nghiên cứu quan sát, chứ chúng ta cũng chưa có những cái nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên đối chứng để có được cái kết luận chắc chắn cuối cùng. Và có một cái điểm nữa em lưu ý đối với cả cái phần mà phác đồ đáp ứng carbapenem, cái này bọn em đã trao đổi kỹ với cả đồng nghiệp vi sinh ở Bạch Mai, thì mọi người nên nếu dùng được cái này, nếu có điều kiện chúng ta nên làm mix với meropenem. Nếu mà mix của meropenem mà trên 64 thì có lẽ nói nếu nó cao quá thì hình như cái việc double phác đồ carbapenem nó không cứu được cái meropenem nữa, vì có lẽ cái mức độ kháng đề kháng khá cao và nó không tạo ra được tác dụng nhiều đồng nữa. Đấy là cái điểm mà chúng ta cần hết sức lưu ý. Em sẽ kết thúc bài trình bày của mình bằng một ca lâm sàng. Cái ca lâm sàng này các dược sĩ của bệnh viện Bạch Mai cũng đã cùng trao đổi với các bác sĩ để điều trị, và chúng em thấy là nó sẽ hy vọng là nó sẽ đúc kết lại được những cái vấn đề mà chúng em trao đổi với các anh các chị đồng nghiệp. Đây là một bệnh nhân nam 62 tuổi vào viện vì khó thở, tiền sử là COPD phát hiện cách đây 1 năm và đã điều trị thường xuyên khí dung, tiền sử đái tháo đường điều trị thường xuyên và điều trị ở nhà liên tục bằng insulin. Bệnh sử thì bệnh nhân vào viện cách đây 2 ngày xuất hiện bệnh ho, nhiều đờm xanh, bệnh nhân khó thở, không sốt, tự điều trị tại nhà. Nhưng hôm sau thì thấy ho nhiều, khạc đờm, đờm xanh thì vào bệnh viện nội tiết trung ương để điều trị. Chẩn đoán là viêm phổi, đái tháo đường, trên nền bệnh nhân đái tháo đường. Bệnh viện nội tiết trung ương cũng đã điều trị bằng imipenem và ciprofloxacin. Đến chiều thì bệnh nhân xuất hiện lơ mơ, rồi khi máu pH máu giảm, CO2 phân áp oxy giảm. Rồi đặt ống nội khí quản, chụp CT, sọ không thấy bình thường và chuyển Bạch Mai để điều trị. Vào viện thì bệnh nhân an thần thở máy, nhiệt độ không sốt, bạch cầu là 13.000, bạch cầu trung tính là 80%. Phổi thì giảm không khí hai bên, có gian nộp, hai đáy phổi và đờm đục. Tim đều không có gì đặc biệt, huyết áp thì bình thường 120/80, bụng mềm không chướng. Chẩn đoán thì ở hồi sức thì chẩn đoán là sốc nhiễm khuẩn viêm phổi trên đợt cấp COPD. Thuốc điều trị thì các bác sĩ điều trị là piperacillin tazobactam 4,5 gram mỗi 6 giờ và levofloxacin 750 mg 24 giờ. Truyền dịch vận mạch, an thần giảm đau, giãn phế quản và insulin. Ngày thứ 5 điều trị thì bệnh nhân không ổn, bệnh nhân sốt cao liên tục và lúc này là nhiệt độ là 39 độ 2, PCT thì tăng dần và tại thời điểm đó là 3,05. Hình ảnh X-quang thì là có đám mờ ở thùy giữa phổi phải, đờm nhiều và đục, và kích dịch phế quản dài ra Klebsiella pneumoniae. Hình ảnh kháng sinh đồ thì chúng em xin để ở phía dưới và các anh chị đồng nghiệp nhìn thấy là nó kháng hết, nó chỉ còn nhạy cảm với cả amikacin và fosfomycin. Thì hội chẩn thì quyết định là sử dụng là qua kết quả kháng sinh đồ thì thấy ở đây là mix với imipenem là 3, meropenem là 3, tức là đã kháng rồi. Amikacin là 8, colistin là 0,125. Và các bác sĩ quyết định là đổi sang sử dụng fosfomycin liều 4 gram truyền mỗi 8 giờ, như vậy là 12 gram một ngày, kết hợp với amikacin. Amikacin thì bệnh nhân này là phải dùng chế độ liều cao như em vừa đã trình bày. Bệnh nhân với mức lọc cột tuổi, với cân nặng, với mức creatinine của bệnh nhân là 86 thì chúng em ước tính mức lọc cột thận là 70 trên ml trên phút. Như vậy là chúng em dược có tư vấn là bệnh nhân sẽ sử dụng là liều 2 gram và pha truyền trong vòng 60 phút. Và sau khi đo xong thì nồng độ lần thứ nhất đo được là 58, nồng độ nó tương đối cao. Chúng ta cần là nồng độ là khoảng 40 đến 60, mà càng gần 60 thì càng tốt. Và cái nồng độ đáy mà chúng ta đo, tức là 13 giờ sau khi truyền đấy, nó chưa phải là đáy hẳn nhưng mà nó gần gần cái đoạn thải trừ của thuốc rồi, thì là 11,1. Và nồng độ đáy ước tính mà chỉ kết trước khi chúng ta tiếp tục dùng liều tiếp theo thì dược tính là khoảng 2, tức là nó đảm bảo an toàn trên thận. Và như vậy thì xác định được là 24 giờ, tức là một ngày sau thì tiếp tục dùng amikacin, và liều amikacin cố định là 2 gram. Và đây là cái kết quả mà tính toán bằng qua phần mềm mà nồng độ amikacin có được để quyết định là liều 2 gram. Và bệnh nhân sau 12 ngày điều trị thì nói chung là tình trạng lâm sàng đều được cải thiện rất rõ ràng, và bệnh nhân được chuyển tiếp về bệnh viện tuyến tỉnh đều để điều trị tiếp. Đấy, và như vậy thì chúng em nghĩ là cái ca này sẽ là cái ca lâm sàng điển hình để minh họa những cái lý thuyết về lựa chọn kháng sinh, phối hợp kháng sinh cũng như là chế độ liều của kháng sinh
khi chúng ta đã có kết quả vi sinh và kết quả kháng sinh rồi. Như vậy thì chúng em xin kết thúc cái bài trình bày của mình bằng cái phần kết luận. Có lẽ là điều trị viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy hiện nay là cực kỳ phức tạp. Chúng ta ngại nhất là chúng ta và phải có những phác đồ phù hợp cho bệnh nhân nghi ngờ nhiễm vi khuẩn gram âm kháng thuốc. Tuy nhiên để có một cái phác đồ đúng thì bệnh nhân đóng vai trò rất quan trọng. Bệnh nhân, sinh lý bệnh của bệnh nhân sẽ quyết định rất nhiều thay đổi về sự động học và nó sẽ có thể làm ảnh hưởng đến phác đồ điều trị. Như vậy thì cái nguyên tắc sự động học trong lựa chọn, trong phối hợp và trong chế độ liều để tạo ra phác đồ phù hợp cho bệnh nhân, em nghĩ là nó sẽ có vị trí rất là quan trọng. Vì thế thì cuối cùng là 4 cái chữ D: đúng thuốc, đúng bệnh, đủ thời gian và luôn đánh giá. Em không dám dùng từ xuống thang, mà luôn theo dõi và đánh giá bệnh nhân đúng cách để điều chỉnh phác đồ kháng sinh phù hợp là cái nguyên tắc mà chúng ta có lẽ sẽ giúp cho chúng ta để giải quyết những cái trường hợp khó này. Em xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của thầy và các anh chị đồng nghiệp ạ. Rất cảm ơn dược sĩ Nguyễn Hoàng Anh đã cho chúng ta những cái thông tin rất là bổ ích, cũng như là những cái kết quả trên những bệnh nhân thực tế và những cái kết quả nghiên cứu tại Bệnh viện Bạch Mai liên quan tới một số thuốc rất là quan trọng trong cái điều trị nhiễm khuẩn gram âm đa kháng, đặc biệt là những cái vấn đề sử dụng colistin, rồi sử dụng phối hợp carbapenem với colistin trong trường hợp mà những cái vi khuẩn này nó đã kháng rất là nhiều kháng sinh, như một số trong khi chờ đợi những cái kháng sinh mới với kết hợp với những cái ức chế beta lactama mới được phổ biến ở tại Việt Nam cũng như là đưa vào cái bảo hiểm, thì chúng ta sử dụng những kháng sinh tương đối là nó cổ điển để chúng ta có thể điều trị. Đặc biệt là quay trở lại những cái vấn đề sử dụng colistin cũng như là sử dụng fosfomycin trong điều trị những cái nhiễm khuẩn gram âm đa kháng. Thì một lần nữa cảm ơn phó sư Nguyễn Hoàng Anh về cái bài báo cáo rất là hay và chi tiết ngày hôm nay. Chúng ta đi qua phần thảo luận thì chúng tôi cũng có một số câu hỏi đã được đề cập tới đây. Xin mời giáo sư Hoàng Anh này chữ kiến thêm. Câu hỏi thứ nhất là của bác sĩ Duy Bảo Bùi. Thưa giáo sư, nếu mà trực khuẩn mũ xanh đã kháng với tất cả kháng sinh và cả colistin thì phải dùng liệu pháp FAS đúng không? Thì có thể là giáo sư Hoàng Anh cho thêm ý kiến những thông tin liên quan tới vấn đề dùng cái FAS trong cái điều trị những trường hợp mà nhiễm trùng đa kháng. Xin mời giáo sư Hoàng Anh. Liệu pháp pha là liệu pháp mà thực sự là nó liên quan đến, nó ra đời dựa trên cái chúng ta hiểu biết về cái microbiome của vi khuẩn. Em không biết dịch ra cái từ tiếng Việt như thế nào. Và như vậy thì người ta hy vọng là người ta sẽ sử dụng ngay vũ khí của vi khuẩn để chống lại vi khuẩn. Tuy nhiên thì cho đến thời điểm hiện tại thì cái này, những cái liệu pháp đó thì nó dựa trên cái cơ sở lý thuyết. Và đúng là bắt đầu đã có những cái bằng chứng về mặt phòng thí nghiệm từ in vitro. Tuy nhiên là chúng ta vẫn còn phải chờ đợi các cái liệu pháp về mặt lâm sàng, đấy, các cái dữ liệu về mặt lâm sàng trước khi có một cái khuyến cáo cụ thể. Thế thì đối với trường hợp mà trực khuẩn mũ xanh mà kháng tất cả các kháng sinh thì chúng em nghĩ là thế này, kể cả colistin, thì chúng ta em nghĩ là đối với viêm phổi thì có lẽ là phác đồ khí dung đóng vai trò rất quan trọng. Đấy, bởi vì khi mà chúng ta đưa trực tiếp kháng sinh vào và tại phổi đấy, thì như vậy nồng độ kháng sinh nó sẽ cao hơn rất nhiều, mà không bao giờ mà được qua đường tĩnh mạch là chúng ta không bao giờ đạt được cái nồng độ đó. Thế thì em cũng hy vọng là cho dù nó kháng, nhưng mà khi nồng độ nó tăng lên hàng chục lần, hàng trăm lần như vậy thì nó vượt qua được nồng độ ức chế tối thiểu, và hy vọng nó vẫn có tác dụng, và coi như đấy chúng là cái giải pháp cứu cánh cuối cùng. Em thấy Ivan thì người ta cũng đã tổng kết, gần đây người ta cũng tổng kết có những trường hợp bệnh nhân không dùng được colistin tĩnh mạch. Đấy, và họ có thể do chống chỉ định không dùng suy thận chẳng hạn, hoặc là có những trường hợp mà nó kháng quá thì người ta dùng cái giải pháp mà của khí dung colistin đấy, thì người ta thấy cái thành công về mặt lâm sàng nó cũng khoảng trên 70%, thành công vi sinh cũng trên 70%. Em nghĩ nó cũng là cái giải pháp các bác sĩ lâm sàng cần tính đến đó. Em xin phép là nếu những câu hỏi nào mà có phần lâm sàng, thầy bổ sung thêm cho em về kinh nghiệm lâm sàng của thầy. Ok. Liên quan tới vấn đề mà chúng ta phối hợp kháng sinh đó, thì có một cái điều mà chúng tôi cũng thấy thực tế là có một số bệnh viện thì cũng rất là bí đối với những cái tác nhân đa kháng thuốc. Khi
và điều trị không có hiệu quả thì lại phối hợp rất là nhiều kháng sinh. Thì trong đó nhóm beta-lactam phối hợp với colchicine hay là phối hợp với quinolone thì cũng rất là kinh điển rồi. Nhưng mà cũng có những cái thực tế là dùng colchicine phối hợp với aminoglycosid. Nghĩa là trong cái phác đồ đó có thể là ba ba kháng sinh hoặc là bốn kháng sinh, mà trong đó thì có bao gồm cả aminoglycosid và colchicine. Thì xin ý kiến về vấn khía cạnh về dược đồng học, cũng như là cái vấn đề là tương tác về hiệp đồng thì về lý thuyết cũng như là trong trong cái nghiên cứu, dược sĩ Hoàng Anh có thể cung cấp thêm về cái sự phối hợp này nó có lợi hay nó có hại. Thực ra đợt vừa rồi em cũng có tham gia hội chẩn một cái bệnh nhân mà bác sĩ Lưu Quang Thủy là phó giám đốc trung tâm gây mê hồi sức của bệnh viện Việt Đức. Bạn ấy điều trị cho một bệnh nhân mà viêm phúc mạc rồi sau mổ cắt đoạn dạ dày, sau đó thì có viêm phổi. Thì thực sự là bệnh nhân đấy điều trị hơn 100 ngày, hơn 100 ngày kháng sinh. Và có những cái giai đoạn như thầy Ngọc đã vừa nói là thực sự là chúng ta còn cái gì là chúng ta phối hợp với nhau. Kể cả những cái phác đồ mà thực sự là bọn em nhìn kết quả vi sinh trả về, cái cấy vi sinh thường xuyên thì không còn cái gì để điều trị cả, và có lẽ có những lúc là đã phải phối hợp colistin với amikacin đấy, mặc dù biết là thực sự là độc tính trên thận, cái nguy cơ lớn nhất là độc tính trên thận tăng đấy. Tất nhiên bệnh nhân đấy khi bệnh nhân đấy rất là cố gắng bởi cứu để em nó còn trẻ quá, thế nên là cái trường hợp đấy thì em cũng đã tư vấn và thống nhất với bên bác sĩ là nếu chúng ta dùng colistin thì vẫn là chủ đạo rồi, nhưng aminoglycosid thì như vậy là chúng ta cố gắng là chúng ta đánh chớp nhoáng là với cái liệu pháp của châu Âu, người ta nói là quan trọng nhất là chúng ta phải đủ liều, nhưng mà phải liều lên đến liều 30 như bạn em vừa nói lúc nãy đấy. Tất nhiên phải đo giám sát nồng độ thuốc trong máu, sau đó thì khi mà nó chớp nhoáng xong rồi thì chúng ta rút aminoxid để tránh độc thận cho bệnh nhân đấy, đặc biệt khi mà lại bệnh nhân đang trên nền bệnh nhân đang có colistin điều trị liên tục đấy, thì em nghĩ là thôi thì cái trường hợp đấy là những trường hợp phải cá thể hóa điều trị đã gặp đấy, và thực tế cũng cái kết quả cuối cùng là cũng rất là khích lệ rất nhiều bệnh nhân cuối cùng ra viện được và đang tập phục hồi chức năng ở nhà. À, nói chung là hủ tiêu mà đã tung hết rồi thì tung quái chiêu. Dạ. Có những trường hợp mà rất là khó khăn. À, có khi nào mà mình sử dụng colistin phối hợp với aminoglycosid, mình cả hai cùng phun khí dung không, dược sĩ Hoàng Anh? Về mặt dược lý thì nó có tốt hơn không? Dạ. À, em thấy là thế này, aminoxid người ta cũng rất khuyến khích khí dung, bởi vì aminoxid nó cũng hệt giống colistin ấy, cái phân tử lượng của nó cao quá, to quá, thế nên là nó cái khả năng thấm vào mà dịch lót biểu mô phế nang với mô phổi nó tương đối hạn chế, nồng độ nó không được cao, thế nên là hai hai kháng sinh mà người ta rất khuyến khích khí dung là aminoxid và colistin. Về mặt dược lý thì em thấy là khi colistin mà phối hợp với các kháng sinh khác thì thường tạo ra tác dụng hiệp đồng, trong đó có aminoxid, cũng chưa thấy có trường hợp nào mà gọi là tác dụng tạo ra tác dụng đối kháng, đặc biệt trên con trực khuẩn mù xanh. Đấy, trên con trực khuẩn mù xanh là cái con mà thực sự là cái con đấy là cái con rất dai dẳng, nó hình như nó có tạo ra, nó có lông chuyển thế nào, nó bám chặt vào rồi nó tạo biofilm, nó bệnh nhân còn đặt nội khí quản là còn thấy nó đấy, thế nên là thực sự là nhiều khi phải giải dùng đến giải pháp khí dung hoặc đơn độc hoặc là phối hợp hai cái đó với nhau để tất nhiên chúng ta không pha trong cùng một ống khí dung để cho nó tránh tương kỵ, thế nhưng mà cái phối hợp mà nó em nghĩ là đã áp dụng rồi ạ, có những bệnh nhân đã được áp dụng rồi thì hiệu quả nó cũng tương đối cao. Cảm ơn dược sĩ Hoàng Anh. Như vậy thì về mặt khuyến cáo thì chúng ta có thể bổ sung thêm trong trong những cái khuyến cáo ở tại tại Việt Nam của mình, cơ hội hô hấp Việt Nam cũng như là Bộ Y tế, để chúng ta có một cái hành lang tương đối là vững vàng về mặt pháp lý cũng như về về chi trả về mặt bảo hiểm y tế, để cho chúng ta có thể yên tâm khuyến cáo cho bác sĩ, bởi vì những cái vấn đề kháng thuốc hiện nay cũng rất là căng thẳng đối với các bác sĩ. Khi mà chúng ta sử dụng thì bảo hiểm y tế họ thường hay đặt vấn đề đối với chúng ta là tại sao kháng sinh kháng thuốc giá thành rất là cao như thế này mà vẫn cứ sử dụng. Thì cái đó mình cũng phải phải nhấn mạnh về về những cái thuốc đã bị kháng nhưng mà bắt buộc chúng ta phải sử dụng, và kể cả cái đường sử dụng như chúng ta đề cập tới, những cái đường sử dụng mà có thể nói là chúng ta phối hợp sử dụng mà đường khí dung, thậm chí hai hai những cái thuốc khác nhau. À, thí dụ như aminoglycosid và colistin, dĩ nhiên là chúng ta không có pha chung,
Đối với những trường hợp mà cực kỳ kháng, còn còn những trường hợp mà không có kháng nhiều thì nó giải quyết nó tương đối đơn giản hơn. Đặc biệt là những bệnh nhân mà suy CBD mà suy dinh dưỡng rồi albumin máu thấp, cái đó chúng ta gặp rất là nhiều và bệnh nhân phải nhiễm nhiễm đa vi khuẩn đa kháng chứ không phải là chỉ một con nữa, đa vi khuẩn đa kháng và gần như là cái hệ miễn dịch hệ cái hàng rào đề kháng tại chỗ của bệnh nhân nó bị tiêu hết, tổn thương hết. Trên những bệnh nhân CBD mà hút thuốc lá lâu ngày gần như là nó không có sức đề kháng nữa, do đó mà vấn đề mà chúng ta sử dụng hai thuốc kháng sinh vào cái đường thở thì cũng là một cái giải pháp. Tuy nhiên thì có lẽ là chúng ta cũng cũng rất là khuyến khích các bác sĩ ở những bệnh viện lớn, ví dụ như Bạch Mai hay Chợ Rẫy, chúng ta có thể làm những nghiên cứu thêm về vấn đề này để xem những trường hợp mà chúng ta không còn cách nào khác thì chúng ta có thể phối hợp. Giống như là trường hợp mà chúng ta phối hợp hai cái carbapenem với nhau, trong những trường hợp mà chúng ta đã điều trị kháng sinh phổ rộng và phối hợp rất là nhiều loại kháng sinh rồi mà nó không có hiệu quả, thì có thể thêm một cái carbapenem khác lên một cái carbapenem nhóm 2 phối hợp với carbapenem nhóm 1 chẳng hạn. Thì đó là những cái có thể là một những cái gợi ý mới cho cái buổi thảo luận cũng như là những cái đề tài sắp tới của chúng ta. Câu hỏi thứ hai là của dược sĩ Trương Quang Định. Xin thầy cho biết vai trò của cefoperazone sulmactam trong điều trị kinh nghiệm viêm phổi, những trường hợp này có thể ưu tiên dùng kháng sinh này hay không? Những trường hợp nào mà nó ưu tiên dùng kháng sinh này, xin mời giáo sư Hoàng Anh trả lời câu hỏi này. Cefoperazone sulbactam thì chúng ta hình dung nó như là một cái cefa thế hệ 3. Cefoperazone là cefa thế hệ 3, vậy như vậy nó sẽ tương tự như cefotaxime, ceftriaxone. Nó kết hợp được với sulbactam thì nó có thể giúp cho ức chế một số các cái vi khuẩn mà tiết ra beta lactamase. Như vậy thì theo quan điểm ấy thì là của mình thì nó giống như tương tự như là những cái kháng sinh mà nó gọi là như eftapenem hay là như là ampicillin sulbactam hoặc là những cái như là ceftriaxone trong điều trị viêm phổi. Và nếu viêm phổi bệnh viện thì có lẽ chỉ nên áp dụng với những cái trường hợp mà viêm phổi bệnh viện sớm và không có nguy cơ nhiễm vi khuẩn kháng thuốc thôi, chứ nếu mà nhiễm vi khuẩn kháng thuốc thì kháng sinh này chắc cũng hiệu quả nó cũng không có được. Đấy, và liều dùng thì chúng ta nên hết sức lưu ý, đó là có lẽ là chúng ta không dùng những cái liều mà như vậy là điều trị nhiễm khuẩn thông thường. Đấy, thì những cái chế độ liều ví dụ 2 gram mỗi 12 giờ là những cái chế độ liều của chúng ta có thể cân nhắc. Em xin hết. Tôi xin bổ sung trong trường hợp này thì chúng ta biết là cái sulbactam là một cái beta lactam inhibitor mà nó có hiệu quả nhiều so với những cái beta lactam inhibitor khác đối với cái acetabamani. Thế đó mà nếu mà chúng ta có những cái sản phẩm sulbactam đơn thuần hoặc là trong trường hợp mà ở tại Việt Nam chúng ta hay bí chúng ta sử dụng ampicillin hoặc là cefuroxim sulbactam thì chúng ta sẽ căn cứ vào trong cái liều sulbactam để chúng ta điều trị acetabamani. Dĩ nhiên là cái liều cao cefoperazone có thể cũng ảnh hưởng tới cái những cái chức năng gan. Đó là những cái điều mà chúng tôi lưu ý cho các bạn đồng nghiệp thêm. Nếu mà cái kháng sinh này là kháng sinh mà nó cũng rất là đắt tiền của công ty Pfizer đó, và nó cũng được ưu ái sử dụng cho những trường hợp mà nó không có đáp ứng với những cái nhóm mà carbapenem nhóm 2, thì chúng ta có thể chuyển qua chúng ta sử dụng cái kháng sinh này. Thậm chí đôi khi thì lại phối hợp vừa carbapenem nhóm 2 với cái sulbactam và colistin để điều trị những tác nhân đa kháng, gam mâm đa kháng. Một câu hỏi khác em xin bổ vâng quang, em xin, bổ xin mời sung thêm mời Quang Anh bổ sung thêm vâng để em quên mất ý của thầy đúng không? Thầy Ngọc vừa bổ sung thêm thì riêng với cái điều trị axi ấy, thì cái liều của sulbactam là nó hơi cao, nó phải 6 gram trở lên thì nó mới có giá trị. Thế nên là chúng ta cũng cân nhắc cái ý kiến của thầy đấy, là thực sự là cái số lượng thuốc mà nó sử dụng cũng tương đối lớn, nếu mà chúng ta không còn giải pháp gì nữa thì đấy mới là cứu cánh cuối cùng. Một câu hỏi tiếp của bác sĩ Trịnh Ánh Hồng. Cho em hỏi bệnh nhân viêm phổi nặng do hưởng gam mâm đa kháng còn nhảy colistin, có sử dụng meropenem, colistin IV và phun khí dung. Sau một thời gian dài điều trị thì cấy âm tính, lâm sàng cải thiện nhưng mà X quang phổi còn viêm.
có thể ngưng colistin và chỉ dùng colistin phun ký dung được hay không? Xin mời Phó sư Hoàng Anh trả lời trước rồi tôi sẽ ý kiến thêm về vấn đề X quang phổi. Thực ra thì cái này cũng xuất phát từ những cái thực tế bọn em hội chẩn với các bác sĩ thôi. Đó là khi mà chúng ta đủ cái thời gian liệu trình của một cái phác đồ kháng sinh tĩnh mạch rồi. Tức là thông thường thì là nó sẽ là đối với cả trường hợp mà nhiễm khuẩn nặng và nhiễm khuẩn kháng thuốc thì thường là 10 đến 14 ngày. Thì lúc đó nếu mà lâm sàng của bệnh nhân đã được cải thiện mà lúc đấy thì coi như là chúng ta cũng muốn là cũng gọi là phải thư giãn, tức là đánh nhau nhiều rồi thì chắc cũng phải hòa hoãn một chút để thư giãn sức dân nữa để chuẩn bị nếu có những cuộc chiến tiếp theo. Thì có lẽ thì lúc đấy thì em cũng thường là tư vấn và trao đổi với các bác sĩ là chúng ta dừng cái phác đồ kháng sinh tĩnh mạch nếu vì điều kiện lâm sàng đã cho phép. Tuy nhiên nếu mà không cái sạch khuẩn được thì thực ra là nó rất là khó. Cái sạch khuẩn được thì chúng ta có thể cân nhắc là tiếp tục là duy trì cái phác đồ khí dung như là đồng nghiệp vừa đề xuất ấy. Thì chúng em đặc biệt là nếu trường hợp mà đấy là trực khuẩn màng xanh với AC là rất 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 là lâu mới sạch được thì chúng ta có thể cân nhắc bổ sung thêm để nó tăng thêm cái hiệu quả mà sau khi đã chúng ta đã dừng phác đồ tĩnh mạch. Em xin hết. Vâng, về vấn đề X quang phổi thì chúng ta biết là cái tình trạng viêm phổi nó sẽ hồi phục rất là chậm sau khi mà cái lâm sàng nó hồi phục. Do đó cái X quang phổi không phải là một cái tiêu chuẩn để chúng ta ngưng kháng sinh. Trừ trường hợp là những trường hợp mà viêm phổi mà nó có tình trạng hoại tử, nó có những biến chứng thí dụ như mủ màng phổi thì chúng ta có thể điều trị thời gian kéo dài hơn. Trong những trường hợp đó thì sau khi mà chúng ta đã ngưng kháng sinh thì những trường hợp đó có thể nó tái phát lại. Còn nếu mà một cái viêm phổi thông thường mà trên lâm sàng nó hồi phục, ví dụ như những cái tình trạng sốt, CRP nó giảm, proconsiderin nó giảm, đàm nó trong rồi thì chúng ta cũng yên tâm, chúng ta có thể yên tâm chứ chúng ta không chờ cái xoang phổi nó hồi phục hoàn toàn. Chúng ta lưu ý điều đó. Bác sĩ Dương Thị Nguyệt Vân. Dạ thưa giáo sư, nếu mà khi cấy vi khuẩn mà đa kháng, ví dụ như là acetamiprid mà kháng cả meronem và colistin mà lại nhảy với amoxicillin và amikacin thì nên lựa chọn kháng sinh như thế nào? Có hai trường hợp, một là lâm sàng đã tốt cải thiện và phác đồ anabower hay là amikacin 2 hoặc là chưa cải thiện với phác đồ cũ, thì xin ý kiến của giáo sư Hoàng Anh. Hôm nay thì đầu tiên thì tôi xin tư vấn luôn là phải trao đổi lại vi sinh, hội chẩn lại vi sinh cho nó chắc chắn. Tôi chưa nhìn thấy trường hợp nào ở Bạch Mai, ít nhất là Bạch Mai, chưa thấy Acinetobacter kháng lại được colistin. Mà giá trị mix của colistin tại thời điểm hiện giờ nó cũng rất thấp. Vậy thế nên là chúng ta nhìn nhận lại xem thôi, bảo các bạn mình cũng không nói là vi sinh sai, nhưng mà tôi là mình trao đổi lại để tại sao lại có cái kết quả, khi mình nhìn thấy một cái kết quả nó bất thường, nó hơi ngược đời một chút đấy, thì chúng ta nên xem lại là nó kháng meronem và colistin. Kháng meronem thì cũng ok, tức là có thể là nó, bởi vì thường AC thì nó kháng carbapenem rất nhiều, nhưng kháng được colistin là tôi chưa nhìn thấy. Nhưng mà lại kháng colistin rồi mà lại còn nhạy với cả hai cái kháng sinh mà thông thường, thì chúng ta lại nên nhìn lại xem là kháng sinh đồ người ta đọc đã chuẩn hay chưa, và nếu cần thiết, nếu mà trường hợp này nó lại rất quyết định đến cái quyết định dùng kháng sinh như thế nào, thì chúng ta nên đề nghị vi sinh làm lại. Ở bên Bạch Mai, bệnh viện Bạch Mai thì, và tôi nghĩ tất cả các đồng nghiệp vi sinh người ta đều đồng ý thôi, là người ta sẽ check lại những cái trường hợp mà không chắc chắn, người ta làm lại kháng sinh đồ cho mình để mình trước khi có cái kết quả quyết định lâm sàng. Em xin ý kiến của thầy. Mình cứ lưu ý là tất cả những bệnh nhân mà viêm phổi bệnh viện hoặc là viêm phổi thở máy thì cái chuyện mà cấy nó tin cậy là rất là quan trọng. Thí dụ như mình phải cấy định lượng hoặc là ít nhất là bán định lượng. Chứ còn cái định tính thì chúng ta không thể nào tin tưởng kết quả đó. Và thứ hai thì chúng ta biết là làm kháng sinh đồ trên giấy thì nó vô chừng lắm. Thành thử ra là đôi khi thì một cái kết quả kháng sinh đồ như vậy về đôi khi bác sĩ không có tin. Do đó mà chúng ta phải kiểm tra về chất lượng, về cái đĩa kháng sinh đồ bằng giấy đó, chúng ta xem lại nó như thế nào. Chứ còn vấn đề mà nó nhảy amoxicillin thì đối với acetamiprid thì gần như chúng ta sử dụng nó cũng không có hiệu quả chút xíu nào hết.
Câu hỏi thứ bảy của dược sĩ Đinh Trung Quang Đinh, cho em hỏi có nên chọn fosfomycin thay thế colistin cho điều trị kinh nghiệm của Pseudomonas và Acetomania ở bệnh nhân mà nhiễm khuẩn AKI hả? Bệnh nhân suy thận cấp ạ. Bệnh nhân suy thận cấp. Xin mời thầy Hoàng Anh. Câu trả lời là không nên. Bởi vì thế này, mình khi mà phân loại kháng sinh nhá, thì bọn anh xếp và Ivan người ta cũng xếp là fosfomycin và aminoxid là còn dự trữ đằng sau cả colistin nữa cơ. Đấy, tức là sau carbapenem thì là colistin. Đấy, sau colistin thì là những loại kia. Đấy, cái thứ tự trình bày lúc nãy trong bài trình bày thì em cũng đã nêu rất là rõ rồi. Đấy, nó có mục đích, có chủ ý đấy. Đấy, để mình đi từ cái dễ, từ cái đơn giản cho đến cái phức tạp. Thế nên fosfomycin không nên được lựa là thay thế cho colistin để điều trị kinh nghiệm. Đấy là cái ý kiến mình thì nghĩ là mình phải xác định rất là rõ. Thứ hai nữa là cũng không phải vì là bệnh nhân tổn thương thận cấp mà mình không dùng colistin. Đúng là mình rất là ngại, đúng không? Nhưng mà thực sự một cái giám sát chức năng thận chặt chẽ, hiệu chỉnh liều một cách phù hợp. Đấy, bệnh nhân mà mức lọc cầu thận thấp người ta vẫn dùng colistin, thậm chí bệnh nhân đang lọc máu cũng vẫn dùng colistin, mà không dùng colistin thì không biết còn dùng cái gì nữa, đặc biệt trường hợp kháng thuốc. Thế nên là bệnh nhân tổn thương thận cấp không phải là chống chỉ định với colistin. Đấy, thì chúng ta đừng chọn những kháng sinh nào mà lại ít độc tính với thận hơn để chúng ta sử dụng thay thế. Đấy, bởi vì nó vừa là kháng sinh dự trữ hơn và nó chưa chắc đã hơn so với colistin đâu. Một câu hỏi cũng rất là mới liên quan tới vấn đề mà để giảm tác dụng phụ suy thận của colistin đó. Thì một số nghiên cứu đề cập tới Manye và Desmedetomidine. Cái này thì tôi cũng mới nghe nói, và xin thầy Hoàng Anh có thể cho ý kiến thêm về vấn đề sử dụng một số sản phẩm này để mà giảm đi tác dụng phụ suy thận của colistin. Đúng là cái tác dụng phụ gây suy thận của colistin là mọi người rất là quan ngại. Và một cái nghiên cứu của Ý cách đây công bố khoảng 5-6 năm đấy, thì người ta cũng thấy là ví dụ dùng vitamin C liều cao 1 gram một ngày truyền tĩnh mạch thì cũng giúp là để giảm tác dụng phụ của colistin. Thế nhưng mà sau đó thì IDSA trong hướng dẫn của phổ bệnh viện của tiểu máy thì cũng nói rất rõ là gì, là nó chưa đủ bằng chứng để đưa vào một cái khuyến cáo một cách chính thức. Chính vì thế thì cái giảm tác dụng phụ suy thận của colistin, chúng em nghĩ là trong lúc chờ đợi có những cái thuốc gì mà nó có gọi là có tác dụng ấy, mà được công nhận một cách chính thức ấy, thì chúng ta luôn luôn cân nhắc đến thứ nhất đó là theo dõi chức năng thận thường xuyên. Em nghĩ là các bác sĩ nên luôn tâm niệm như thế này, là ngày nào chúng ta còn kê đơn colistin thì ngày đó chúng ta phải làm creatinine. Đấy. Và ở Bạch Mai có một cái khẩu hiệu là không có creatinine, không có kết quả xét nghiệm creatinine không cho liều được colistin. Đấy, cái đấy là cái rất quan trọng, bởi vì nhiều khi cứ vài ngày chúng ta mới làm creatinine một lần, nhưng mà nhiều khi cái chức năng thận của bệnh nhân nó đã thay đổi, thì chúng ta nhiều lúc chúng ta trở tay không kịp. Đấy, như vậy đầu tiên là giám sát chặt chẽ chức năng thận. Thứ hai là chúng ta chú ý bù đủ dịch. Bù đủ dịch đóng vai trò rất quan trọng, cân bằng dịch ra, và cái bi lăng dịch cũng rất quan trọng liên quan đến độc tính trên thận. Thứ ba nữa là chúng ta đặc biệt lưu ý trên những bệnh nhân mà nó dùng các cái thuốc, chúng ta hạn chế các cái thuốc có độc tính trên thận. Ví dụ như lúc nãy thầy Ngọc và chúng tôi cũng đã trao đổi, đã dùng colistin rồi thì vanco aminoxid, hay là đơn giản như là thuốc cản quang để bệnh nhân đi chụp CT chẳng hạn, đấy, thì chụp thuốc cản quang nó cũng độc thận, rồi dùng NSAID, đấy, những cái thuốc đấy, là hoặc là lợi tiểu furosemid. Đấy, lợi tiểu thì nhiều khi không tránh được, bệnh nhân trên đặc biệt trên bệnh nhân nặng thì chúng ta cũng xác định là những cái yếu tố đó nó sẽ có thể làm tăng độc tính của colistin. Thì đấy chính là những cái mà yếu tố chúng ta để ý hơn là có như là chờ đợi và manye hoặc là gì đấy. Có thể có những nghiên cứu nhỏ lẻ đồng nghiệp đã đọc được, nhưng tại thời điểm hiện giờ thì chắc là chưa đủ chứng cứ thuyết phục để chúng ta có một cái khuyến cáo cụ thể. Một câu hỏi tiếp liên quan tới vấn đề thì Hoàng Anh có thể nói lại thêm về cái cơ chế hiệp đồng khi mà dùng double carbapenem. Các bạn có lại hỏi câu hỏi này. Cái hình ở trong bài thì có cái hình, có lẽ là em lướt hơi nhanh. Cái cơ chế hiệp đồng của double carbapenem là gì? Là chúng ta hình dung nó như là kiểu lê lai đi cứu chúa, lê lai cứu lưu lợi.
tức là meropenem bây giờ rõ ràng là bị cái men, và thậm chí là cái men 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 metalobacter beta-lactamase, là cái men mà do thường là họ đường ruột, họ vi khuẩn đường ruột như Klebsiella tiết ra, và nó thủy phân các cái kháng sinh của mình, làm mất tác dụng. Vậy thì chúng ta sẽ đem một cái cơ chất mà nó như là nó liều mình nó ra, nó lại cái quân địch lại rất thích cái cơ chất đấy, ái lực nó rất là lớn, đó là ectapenem, để chúng ta coi như là cho cái enzyme nó vào, nó xông vào, nó diệt cái ectapenem đấy đi, nhưng mà chúng ta bù lại là chúng ta cứu được cái meropenem. Thì đấy chính là cái nguyên lý để người ta phối hợp double các ectapenem với nhau. Vì thế thì trên lâm sàng thì thường người ta khuyên là phác đồ người ta sẽ dùng là 1 gram ectapenem, tức là dùng liều bình thường, nhưng kết hợp với meropenem thì meropenem lúc đấy lại phải dùng liều tối đa của meropenem, bởi vì một khi đã được cứu thì lại phải phát huy tác dụng tối đa, giống như thầy Ngọc có nói lúc nãy là có thậm chí phải cho thêm cả colistin vào nữa, để một khi đã cứu được thì anh đến là anh phải phát huy tác dụng tối đa. Thì người ta dùng meropenem 2 gram mỗi 8 giờ, tức là liều tối đa kết hợp với ectapenem, thì đấy chính là phác đồ double carbapenem trong y văn người ta sử dụng. Em xin hết ạ. À, xin hỏi giáo sư Hoàng Anh thêm về vấn đề mà liên quan tới kết hợp hai carbapenem, bên em nó có cái trong hướng dẫn của Bộ Y tế không ạ? À? Nói chung là nó được về mặt pháp lý cũng như mặt bảo hiểm có thể chấp nhận được trong vấn đề chi trả này hay không? Đã chưa, đáng tiếc Tới là đây chưa, chưa? Có đáng lẽ tiếc là chúng ta chưa. có thể bổ sung thêm những trường Vâng, hợp này. dạ, Đây là một chắc là hướng cái thực tế mà chúng ta cũng rất là quan tâm, bởi vì rất là nhiều trường hợp mà chúng ta bí rồi, chúng ta phải sử dụng thêm một cái carbapenem nữa. Nhưng mà dạ thì cũng em rất may là thông thường là chúng ta sử dụng ectapenem thì 1 gram một lần thì nó cũng tương đối là nó rẻ tiền, nó cũng đơn giản khi mà chúng ta sử dụng tăng cái liều lên. Do đó mà cái điều 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 quan trọng là chúng ta tăng những cái liều thuốc đắt tiền, thí dụ như là imipenem, meropenem, cái liều tối đa lên thì cái chi phí rất là cao. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là cái vấn đề cứu mạng cho bệnh nhân, cái đó chúng ta cũng nên tạo một cái hành lang pháp lý để cho các bác sĩ yên tâm sử dụng. Một câu hỏi liên quan tới colistin thì có dạng riêng để dùng khí dung không, hay là chỉ mình dùng cái dạng tĩnh mạch để mình phun khí dung? Xin giáo sư Hoàng Anh trả lời thêm. Dạ, em vừa đọc một cái bài tổng quan về colistin khí dung trong vừa công bố là trong năm nay, thì người ta có tổng kết lại là trên thế giới thì có ít nhất là ở những cái nước mà mình coi như là tin cậy được của mình lại gọi là tham chiếu về về y y dược đấy, thì người ta có 3 cái dạng chế phẩm riêng biệt cho khí dung. Tiếc rằng là ở Việt Nam chúng ta thì các cái dạng đấy nó chưa được nhập về, thế nên là hiện nay thực hành lâm sàng thì các bác sĩ vẫn sử dụng cái dạng tĩnh mạch để pha khí dung. Thế thì cái dạng tĩnh mạch và pha khí dung đấy thì nói về mặt chuẩn chỉ thì nó sẽ chưa được như là cái dạng khí dung kia, nhưng mà em cũng có nhìn qua cái phần mà liên quan đến thành phần công thức thì thấy nó cũng không có cái gì đặc biệt cả, nó không có tá dược gì đặc biệt, nó có thể gây dị ứng hay là nó là cái thuốc mà lại là truyền tĩnh mạch, thì cái này là ngoại suy thôi ạ, chứ cũng không có cái gọi là không chắc chắn lắm, nhưng mà cái loại ngoại suy về mặt chuyên môn thì có thể là chấp nhận được trong cái bối cảnh mà chúng ta chưa có cái thuốc gì thay thế cho bệnh nhân. À, một câu hỏi tiếp theo liên quan tới vấn đề liều amikacin phun khí dung thì cái liều đó như thế nào, giáo sư Hoàng Anh có thể cho ý kiến thêm. Liều của amikacin là phun khí dung ấy, thì người ta thường là người ta cũng dùng là một lần một ngày như là dùng tĩnh mạch. Cái hướng dẫn của hội ở cái slide cuối cùng ấy, thì em có lướt hơi nhanh một chút là ở châu Âu người ta có một cái nhóm khí dung kháng sinh chuyên đưa ra các hướng dẫn về khí dung kháng sinh, nghiên cứu và hướng dẫn về khí dung kháng sinh của hội truyền nhiễm vi sinh lâm sàng châu Âu kết hợp với cả hội hô hấp châu Âu. Thì người ta đề xuất một cái phác đồ là 40 mg trên kg cân nặng với amikacin. Thế nhưng mà em thấy cái liều đấy là chưa dám áp dụng. Thì thường ở Việt Nam thì những cái ca mà bọn em có trao đổi với các bác sĩ thì thường vẫn dùng liều 20 mg trên kg, tức là liều hiện nay mình đang dùng với liều tĩnh mạch đấy ạ. Thì thấy đáp ứng lâm sàng cũng tốt ạ. Thì em nghĩ là em cũng 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 hoàn toàn nhất trí với thầy Ngọc là có lẽ chúng ta cần thêm những cái đánh giá thêm về mặt nghiên cứu thêm về mặt lâm sàng nữa để từ đó có một cái khuyến cáo cụ thể. À, tất cả những kháng sinh mà phun đường khí dung thì chúng ta phải xem xét ngoài cái chuyện mà nó có lợi, có những cái trường hợp nó có hại, ví dụ như nó tăng kích thích cái đường hô hấp những bệnh nhân hen hay là COPD á, có thể nó gây ra co thắt phế quản với cái tác dụng trực tiếp của cái kháng sinh với cái nồng độ cao. Mình thử ra mình cũng phải lưu ý theo dõi bệnh nhân khi mình phun khí dung, mình thấy nếu mà tình trạng co thắt phế quản nặng quá thì mình không nên sử dụng, bởi vì bệnh nhân chưa chết vì nhiễm trùng mà chưa chết vì cái tình trạng suy hô hấp thêm thì cái đó nó cũng rất là đáng tiếc. Cho đó chúng ta khi mà phun khí dung thì chúng ta phải theo dõi bệnh nhân.
nhất là trong những cái lần đầu tiên mà chúng ta sử dụng cho bệnh nhân được cấp CBD hay là những bệnh nhân mà có cái tiền căn hen phế quản, thì chúng ta lưu ý cái đó. Từ đó cũng là một cái chất lạ đưa vào trong đường hô hấp thì có thể nó cũng gây kích thích liên quan tới vấn đề nồng độ, liên quan tới vấn đề một cái chất lạ, hay là thậm chí nhiều khi nó dị ứng ha, thì đó mình cũng nên lưu ý cái điều đó. Một câu hỏi tiếp theo liên quan tới vấn đề, xin thầy chia sẻ ứng dụng sử dụng cefoperazone với bệnh nhân có yếu tố nguy cơ là nhiễm trực khuẩn máu xanh trong nhiễm khuẩn hô hấp. Cảm ơn thầy. Đây là mình dùng cefoperazone cho bệnh nhân có nhiễm pseudomonas. Thực ra em xin chia sẻ về phần dược thôi ạ. Thì thực ra là trong cái nhóm kháng sinh cepha 3, cefoperazone là kháng sinh cepha thế hệ 3, thì nó có hai kháng sinh mà nó có phổ trên trực khuẩn mủ xanh. Mà một là cetazidin và hai là cefoperazone. Tuy nhiên là gần đây thì em cũng không hiểu tại sao, không biết vì lý do thương mại hay vì lý do gì, mà em nhìn thấy là FDA, trước đây FDA thì chúng ta có chế phẩm cefobit là cefoperazone đấy. Thế nhưng mà sau đó thì không thấy FDA, tức là người ta dùng ở Mỹ nữa. Đấy, thì em thấy là Mỹ là discontinue. Thế xong sau đó thì châu Âu cũng discontinue luôn. Thế và chính vì thế nên là các phác đồ tại thời điểm hiện tại thì ví dụ như là các hướng dẫn của IDSA, ATS, IDSA hoặc là hướng dẫn của Hội Hô hấp châu Âu thì thấy là không còn, người ta chỉ có cetazidin với cefepime thôi. Thế nên là em nghĩ là chúng ta có thể dùng được nếu không có cetazidin. Nhưng mà đúng là kinh nghiệm lâm sàng sẽ hạn chế hơn so với cả cetazidin về cả coi như là kệ về tác dụng hiệu quả cũng như là về mặt chế độ liều. Thì tôi xin bổ sung thêm về vấn đề đối với cái vi khuẩn trực khuẩn máu xanh đó, thì cái kháng sinh mà chúng ta thấy là trong nghiên cứu tại Việt Nam cũng như trên thế giới hiện nay thì ngoài cái cặp ba nhóm 2 ra thì chúng ta có thể dùng cái piperacillin tazobactam, thì ở đó cái kháng sinh nó có hiệu quả nhiều và cái MIC nó vẫn còn thấp. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể sử dụng cái quinolone, levofloxacin hoặc là ciprofloxacin. Trong một khuyến cáo rất là quan trọng cho tất cả những cái nơi trên thế giới là chúng ta phải đánh giá về vấn đề đề kháng ở tại địa phương. Do đó chúng ta phải căn cứ vào cái bệnh viện của mình. Một cái bệnh viện mà nhiễm trùng bệnh viện nhiều mà không làm nghiên cứu thì chúng ta áp dụng những cho những bệnh viện khác thì nó không có hợp lý. Do đó mà chúng ta nên củng cố về mặt vi sinh cũng như là các bác sĩ trong ICU hay bác sĩ khoa hô hấp cũng nên làm những nghiên cứu liên quan tới bệnh viện của mình, những cái nhiễm khuẩn bệnh viện của mình. Thì nếu một kháng sinh mà chúng ta ngưng một thời gian thì có thể nó nhạy cảm trở lại và chúng ta có thể sử dụng tốt. Thí dụ như là cetazidin chẳng hạn, lúc trước đây thì nó bị kháng rất là nhiều bởi pseudomonas, nhưng mà về cái chính sách của chúng ta là phải loại bỏ những kháng sinh mà nó bị đề kháng quá cao đi. Thì trên thế giới người ta cũng lưu ý là nếu mà nó kháng trên 40% thì chúng ta nên loại bỏ. Thì ở Việt Nam mình thì nó không có chuyện đó, 40% vẫn còn tốt như thường. Tại vì nó hầu như là nó kháng sinh nào nó kháng tới 70-80% hết. Do đó mà cái vấn đề là chúng ta ngưng cái kháng sinh đó một thời gian thì bắt đầu nó lại có nhạy cảm trở lại, chúng ta tiếp tục chúng ta sử dụng trở lại. Đó là một cái giải pháp mà để cứu kháng sinh đó. Thì trong cái cefoperazone đối với pseudomonas thì cũng là một cái lý do đó, chúng ta cũng có thể xem xét lại sử dụng lại nếu mà nó vẫn còn nhạy cảm. Dĩ nhiên là cái chuyện nhạy cảm trên in vitro, khi mình sử dụng in vivo thì mình phải đánh giá cái người bác sĩ, người ta phải đánh giá chứ không phải là mình thấy nhạy cảm là tốt đâu đó. Thì cái đó thì cái vấn đề mình lưu ý cái điều đó trong cái chuyện thực hành của mình. Vấn đề truyền 3-4 giờ với truyền liên tục thì xin thầy cho hỏi những điều trị những vi khuẩn đa kháng carbapenem thì có sự khác biệt truyền 3-4 giờ và truyền liên tục, thí dụ như meronem truyền tĩnh mạch 2 gram nhân 3 giờ nhân 3 kéo dài 4 giờ hay là truyền tĩnh mạch liên tục, nghĩa là chúng ta pha 6 gram chúng ta phơm bơm điện kéo dài 24 giờ. Thì có thêm một câu hỏi thêm nữa là khi mà mình pha meropenem này mình để trong ở ngoài nhiệt độ phòng bao nhiêu lâu thì nó sẽ còn hiệu lực và thời hạn tối đa là bao nhiêu lâu, xin mời giáo sư Hoàng Anh trả lời thêm. Kinh điển thì là
các cái kháng sinh carbapenem thì thường là nó không bền sau khi mà chúng ta đã hoàn nguyên và pha nó vào trong dung dịch dung môi để chuyển thuốc truyền ở nhiệt độ phòng. Các hướng dẫn thì như vậy là người ta thường dừng ở mức 4 giờ. Thường dừng ở mức 4 giờ. Nếu chặt chẽ hơn thì có những tài liệu là 3 giờ. Đấy. Và bọn em thì cũng làm một cái nghiên cứu ở Đại học Dược Hà Nội đấy, thì là cũng đã đo trực tiếp rồi thử đúng cái điều kiện mà các điều dưỡng làm. Với những cái sản phẩm Meropenem đang lưu hành ở Việt Nam thì thấy là có thể nó bền hơn được một chút, là khoảng 8 giờ. Thế tuy nhiên là cái kết quả đấy nó mình cũng mới chưa dám khuyến cáo gì mạnh tay cả, bởi vì là có thể nó vẫn phải có thêm mẫu rồi các thứ để làm nó có tính chất khẳng định hơn. Thế nhưng mà về nguyên tắc là chúng ta cũng không nên truyền quá dài về các carbapenem. Vì thế thì có lẽ nếu mà nhiễm trùng nặng thì chúng ta sẽ những cái trường hợp nhiễm trùng nặng thì chúng ta nên ưu tiên truyền 3 giờ. Đấy, so với cả truyền 30 phút, cái đấy là chắc rất rõ ràng rồi. Nhưng truyền liên tục sẽ được cân nhắc trong trường hợp nào? Truyền liên tục là như trong những trường hợp rất nặng mà nhiễm trùng sâu trong cơ thể, em lấy ví dụ viêm màng não, viêm nội tâm mạc, nhiễm trùng xương khớp hoặc là viêm phổi cũng hạn, nhưng viêm phổi chúng ta thấy tổn thương nó quá rộng thì chúng ta luôn luôn phải có muốn là kháng sinh nó duy trì ở một cái nồng độ nó hữu hiệu thì truyền liên tục nó sẽ có hiệu quả. Thế nhưng truyền liên tục thì chúng ta không thể truyền liên tục cứ để bơm ở đấy xong đến 24 giờ thì kháng sinh nó hỏng hết. Thì trong trường hợp đấy ở Bạch Mai thì bọn em thường là áp dụng như này là với imipenem là 0,5 gram mỗi 3 giờ. Cứ cho vào bơm tiêm điện, cứ một lọ 500mg như thế. Và cứ 3 giờ là thay bơm. Thì mình liên tục, cái này nó hơi vất cho điều dưỡng, nhưng mà cái này chỉ áp dụng cho những trường hợp nặng đấy. Là cứ 3 giờ thay đỡ bơm như, liên tục như thế. Thì chúng ta đạt được chuyển liên tục. Hiệu quả nó rất là ổn. Thế nên là chuyển liên tục thì sẽ là thì gọi là cứu cánh cuối cùng. Sau cái chuyển kéo dài đối với cả các carbapenem, kể cả imi và meropenem. Em xin hết ạ. Xin hỏi thầy Hoàng Anh thêm là cái sản phẩm ticagrelor clavulanate nó có điều trị được những cái vi khuẩn đa kháng hay không, và nếu điều trị thì chúng ta sử dụng cái liều như thế nào? Cái này lại là cũng là câu hỏi khó. Đúng là đây là bởi vì là ticagrelor acid clavulanic thì nó giống hệt piperacillin tazobactam như thầy Ngọc nói, nó cùng nhóm, người ta xếp vào là penicillin chống trực khuẩn mủ xanh. Tuy nhiên nó cứ giống như là cetazidim với cả fipronazole ấy, thì một anh thì được đề cập nghiên cứu rất là nhiều, kinh nghiệm nhiều, thế là mình quen. Thế còn một anh thì đọc mãi chả tìm mãi chả thấy nghiên cứu đâu cả. Thế nên là em thấy là thực sự là cái kinh nghiệm, kể cả kinh nghiệm cá nhân em với ticagrelor acid clavulanic là không có nhiều. Đấy, nên là để đưa ra tư vấn cụ thể cho đồng nghiệp thì em fipronazole tazobactam thì tư vấn được ngay, nhưng mà đúng là ticagrelor acid clavulanic em không có kinh nghiệm. Tương tự sách vở cũng vì là gì? Cũng vì là sách vở người ta đề cập ít quá nên là mình cũng không có cơ sở để mình trả lời. Thật ra thì những cái thuốc ticagrelor clavulanate này thì chúng tôi cũng rất ít khi sử dụng trong cái viêm phổi bệnh viện, bởi vì phần lớn là nó kháng thuốc hết. Do đó mà cái hiện nay cái sản phẩm này cũng rất là ít được sử dụng trong cái môi trường ở trong bệnh viện. Thì các bạn cũng lưu ý chúng ta nên chọn những cái kháng sinh khác, và đồng thời những cái beta lactam inhibitor khác hơn là clavulanate trong cái điều trị. Thì thường là nó có giá trị trong trường hợp mà nhiễm khuẩn cộng đồng á, viêm cộng đồng thì có lẽ là nó sẽ hiệu quả hơn cho bệnh nhân của chúng ta. Có một câu hỏi, chúng ta cũng còn vài phút nữa, nhưng mà có một câu hỏi cũng xin thầy Hoàng Anh cho ý kiến thêm về vấn đề ngoài đề, nhưng mà nó liên quan tới vấn đề thuốc, vấn đề sử dụng colchicine. Thì không biết là bệnh nhân này thì được điều trị colchicine và thấy cái men gan nó tăng lên gấp 3 lần, thì bây giờ chúng ta nên uống thuốc gì để mà giảm độc tính của colchicine? Có lẽ không biết là thầy Hoàng Anh có thể trả lời câu hỏi này hay không. Thực ra cái tổn thương gan mà đầu tiên là chúng ta xem phân biệt kỹ xem là liệu là nó có liên quan colchicine hay không, hay là nó liên quan đến các yếu tố khác ở trên bệnh nhân nữa, tức là chúng ta phải làm phép loại trừ. Làm phép loại trừ xem là thực sự là cái tổn thương gan đấy là nó do các cái bệnh nền của bệnh nhân, hoặc là cái viêm gan nó bùng phát lên, hay là do thuốc khác, bởi vì thực ra nó cũng rất nhiều cái nó có thể gây tổn thương gan cấp được, và hay là cuối cùng là do colchicine. Đấy, thì sau khi loại trừ hết và cái đấy nó lại xuất hiện, mình loại trừ hết các cái thứ khác nó không liên quan,
chỉ có liên quan đến cái colchicine mới dùng như thế này, nó mới cho vào trong bệnh nhân men gan nó tăng vọt lên, thì lúc đấy là nghi ngờ là colchicine đã. Như vậy thì em tư vấn đầu tiên là này, xem nó có liên quan colchicine hay không. Thứ hai là nếu đã liên quan colchicine thì phải ngừng thuốc ngay lập tức. Đấy là cái động tác thứ hai. Ngừng thuốc là cái động tác quan trọng nhất khi mà có tổn thương gan. Thứ ba nữa là nếu tổn thương gan mà nếu mà không quá nặng. Đấy, ví dụ ở đây tăng men gan gấp 3 lần thì em hình dung là nó trên 5 lần trở lên thì thực sự người ta mới ngại. Và đặc biệt mình chú ý đến men ALT. ALT thì nó có giá trị hơn là AST. ALAT ấy. Thì như vậy trong trường hợp đó thì chúng ta thông đa phương số các trường hợp thì chúng ta ngừng thuốc là cũng đã giải quyết được vấn đề rồi, nó cần thời gian thôi để cho và gan của bệnh nhân với điều kiện là nó cũng chưa phải suy gan sơ gan gì cả thì chắc là nó cũng tự hồi phục được. Thế còn nếu mà giả sử mà nó nặng quá thì chắc chắn phải vào viện để truyền dịch corticoid tấn công vân vân thì cái đấy là phác đồ chuyên biệt. Thế còn các cái thuốc mà để bổ trợ thêm thì em nghĩ là thực ra thì hiện nay chúng ta có một số thuốc bổ gan, thế nhưng mà cái đấy nói chung là nó mang tính chất triệu chứng và tâm lý nhiều. Và nếu mà mình cảm thấy là nó có thể giúp thêm bệnh nhân thì mình có thể kê được, em cũng không phản đối. Nhưng mà thực sự là quan trọng nhất là không thay thế được cái chuyện ngừng thuốc và theo dõi kỹ men gan. Men gan của bệnh nhân có thể thay đổi thêm nữa. Nếu nặng hơn là chắc chắn là chúng ta phải cho bệnh nhân nhập viện để xử lý. Em xin hết. Như vậy thì chúng ta đã qua một cái... tới giờ này là khoảng 12:30 rồi, chúng ta quá một phút, 12:31 thì cũng tạm đủ cho những cái buổi báo cáo cũng như là đặt câu hỏi và trả lời cũng như thảo luận ngày hôm nay. Thì chúng tôi xin phép 5 phút để chúng tôi tóm tắt cái buổi webinar ngày hôm nay liên quan tới một cái chủ đề rất khó đối với nhà lâm sàng cũng như là đối với dược sĩ. Đây là một cái bệnh lý mà hiện nay chúng ta phải đối phó với một cái điều kiện rất là cân não, bởi vì đa số những cái tác nhân mà ở tại Việt Nam, ở tại bệnh viện thì nó đã kháng rất là cao. Thậm chí có những một số trường hợp chúng ta thấy là nó kháng luôn cái colchicine với một cái MIC nó cũng không phải là nhỏ. Tuy nhiên thì một cái điều may là đa số những bệnh viện mà chúng ta sử dụng thuốc đúng đắn thì cái colchicine vẫn còn nhạy cảm và cái MIC nó vẫn còn thấp. Do đó mà ở tại Việt Nam thì vấn đề chúng ta sử dụng thuốc như thế nào để chúng ta điều trị hiệu quả cho bệnh nhân một cái viêm phổi bệnh viện mà trong cái thời đại mà kháng thuốc cao như vậy. Thì theo đánh giá của chúng tôi trong nhiều năm thì viêm phổi bệnh viện thứ mấy là một trong những cái bệnh lý khó nhất hiện nay và tỷ lệ tử vong nó cao nhất trong tất cả những cái bệnh lý nhiễm trùng. Ở trong bệnh viện nó chiếm khoảng 40% ở trường hợp mà nếu mà nó có liên quan tới viêm phổi bệnh viện thở máy do cũng đa kháng, thì điều đó là một thách thức rất lớn đối với chúng ta. Hiện nay thì cái thách thức đó nó càng mạnh hơn nữa khi mà có những cái xu hướng chúng ta điều trị kháng sinh phổ rộng mà chúng ta không biết cái tác nhân nó là như tác nhân nào và chúng ta sử dụng quá rộng rãi. Chúng ta biết rằng ở tại Ấn Độ với một cái dịch Covid vừa rồi, chúng ta thấy là với những bệnh nhân mà được sử dụng kháng sinh phổ rộng thì nó xuất hiện những cái nhiễm nấm rất là nặng nề. Thì đó là một cái xu hướng tất yếu của chúng ta hiện nay trong cái bối cảnh mà nó nhiễm trùng rất là nặng, rất đa kháng và không có một phương pháp nào để chúng ta có thể chứng minh cái hậu quả của cái sau Covid. Những tác nhân nào là tác nhân mà quan trọng, bởi vì hiện nay cái điều về xét nghiệm vi sinh đối với những trường hợp này là cực kỳ khó. Bởi vì đây là một cái đại dịch mà chúng ta đang cố gắng kìm hãm cái sự lây lan của Covid, do đó mà những cái mẫu bệnh phẩm gần như là chúng ta không có làm được. Đó là một điều cực kỳ khó khăn đối với chúng ta. Tuy nhiên thì không phải là mọi trường hợp viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy do vi khuẩn đa kháng đều chết hết. Nó chỉ có tử vong khoảng 40% thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ còn cứu được 60%. Như vậy thì cái điều đó là một cái điều mà chúng ta thấy là cái sức đề kháng của bệnh nhân cũng là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Chúng ta phải điều trị tình trạng dinh dưỡng cho bệnh nhân, đặc biệt những người mà có giảm albumin máu. Tự giảm albumin máu là một cái yếu tố tiên lượng trong vấn đề sử dụng kháng sinh, nó không có hiệu quả. Thay vì nó đi vào những cái ổ nhiễm trùng thì kháng sinh nó đi vào những cái nơi khác hết. Do đó mà cái nồng độ kháng sinh trong ổ nhiễm trùng nó sẽ không có cao.
đó cái dinh dưỡng và cái cung cấp dinh dưỡng cực kỳ quan trọng, nhất là dinh dưỡng bằng đường tự nhiên, nó sẽ đóng vai trò rất lớn đối với bệnh nhân nhiễm trùng nặng. Vấn đề thứ ba là chúng ta cần phải, bên cạnh vấn đề chúng ta sử dụng thuốc kháng sinh, chúng ta cần phải đánh giá cái xu hướng đề kháng kháng sinh của tại mỗi bệnh viện của mình. Đó là điều cực kỳ quan trọng, bởi vì chúng ta không thể lấy tại Bạch Mai hay là Chợ Rẫy để chúng ta áp dụng cho một cái bệnh viện huyện của mình được. Bệnh viện huyện mình mà một cái viêm phổi bệnh viện thì nó sẽ khác với một cái viêm phổi bệnh viện tại tại bệnh viện Chợ Rẫy, tại siêu bệnh viện Chợ Rẫy. Do đó mà chúng ta cũng cũng nên xem xét cái yếu tố về 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 vi sinh ở tại địa phương, bên cạnh những yếu tố về cái yếu tố nguy cơ vi khuẩn đa kháng, rồi những cái gọi là cái thang điểm nguy cơ, thì cái này chúng ta cũng 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 lưu ý. Trong đó cái vi sinh nó cũng rất là quan trọng. Thì cái nhiệm vụ của Hội Hô hấp thành phố, của Hội Hô hấp Việt Nam cũng như là Hội Phổi Việt Nam, đối với Bộ Y tế để đưa ra những cái phác đồ mới nhất cập nhật, để cho nó vừa mang tính chất khoa học mà vừa mang cái tính chất pháp lý, để các bạn có thể sử dụng một cách yên tâm, ít tốn kém, và được bảo vệ đối với chúng ta. Thì đó là những cái thông điệp mà chúng tôi cũng muốn gửi tới cho các bạn đồng nghiệp trong cái buổi hội thảo online ngày hôm nay. Một lần nữa thì chúng tôi rất cảm ơn Phó Giáo sư Dược sĩ Nguyễn Hoàng Anh đã cho những cái thông tin rất là quan trọng, những rất mới và những cái thực tế lâm sàng mà chúng ta đang gặp phải, và có một số trường hợp thì một thành công rất là ngoạn mục. Và đồng thời cũng cảm ơn công ty Doc QT đã phối hợp với Hội Hô hấp Việt Nam tổ chức những cái buổi hội thảo online rất bổ ích ngày hôm nay, để tất cả các bạn đồng nghiệp chúng ta còn ôn lại những kiến thức cũng như là cập nhật những kiến thức mới trong cái áp dụng trong điều trị của mình. Và trong cái thời đại dịch Covid như thế này, chúng ta không có cách nào để gặp gỡ nhau thì bằng cách là online, và chúng ta có thể thảo luận thêm. Và cũng một lần nữa thì kính chúc các thầy cô, các bạn đồng nghiệp được dồi dào sức khỏe, được bình an, và tham gia vào cái công việc nghề nghiệp của chúng ta mà ngày càng tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Cảm ơn bác sĩ Dược sĩ Hoàng Anh. Dạ vâng, em cảm ơn thầy Ngọc ạ. Dạ chúc thầy với cả gia đình, cả các đồng nghiệp cho nó bình an. Sớm sự và sớm coi giải quyết được, khống chế được dịch bệnh. Cảm ơn Hoàng Anh. Dạ vâng, em xin phép thầy ạ. Dạ, rồi, em chào các anh các chào chị nhé. các bạn đồng nghiệp nhé. Dạ. Thank you.